Các bạn đã chọn xong nhóm bài tập lớn chưa? Tuần này đang là tuần thứ tư rồi nhỉ? Đúng nhỉ? Bài tập hôm gốc quýt về nhà tuần trước thấy các em thấy thế nào? Ổn không? Rất nhiều bạn 100 điểm nhưng mà cũng có nhiều bạn được 50 điểm. Bạn thấp nhất là được 50 điểm. Bài này chắc thầy không cần phải chữa, không cần phải cho đáp án nữa đúng không? Cần phải cho đáp án nhỉ? Dạ có ạ. Thầy định đặt chế độ là show cái đáp án lên để sau khi mà các bạn finish submit, nhưng mà vì là thầy cho thời gian rất là dài, có bạn submit trước bạn submit sau nên là nó sẽ không công bằng. Và nếu những cái người mà submit trước làm trước đúng không, khi đó biết đáp án thì những bạn làm sau có thể có kết quả tốt hơn. Do vậy thầy không để chế độ hiện kết quả, hiện đáp án sau khi các bạn submit. Hoặc nếu không thì những bài quiz lần sau ta sẽ làm như thế này, thầy cho đúng bằng như thời gian, như thời gian thi thật đúng không? Ví dụ như 20 câu thì khoảng 20 phút, 25 phút, và mở đề và kết thúc đề trong khoảng đúng thời gian như vậy thôi, để đảm bảo các bạn phải làm trong cùng một thời điểm. Và sau khi các bạn submit thì có thể nhìn thấy kết quả, biết được câu nào đúng, biết được câu nào sai. Các bạn chọn phương án nào cho cả một tuần để các bạn muốn làm lúc nào thì làm, hay là cho làm đúng như là ta, như là đang thi. Các bạn chọn phương án nào? Chọn phương án nào nào? Sao? Thank you.
Lướt nhanh 20 câu trắc nghiệm tuần trước nhé. Câu 1, khi đi qua các nước mạng thì các quả tin có thể bị thay đổi kích thước vì sao? Đáp án là vì mỗi một mạng riêng biệt thì có kích thước gói tin tối đa khác nhau, được định nghĩa trong tham số MTU, Max Transmission Unit của cái mạng đấy. Như vậy mỗi khi mà đi qua nút mạng thì các gói tin có thể bị thay đổi kích thước. Tức là nếu đi qua, nếu gói tin đến một router và đầu ra của router là kết nối với một mạng mà chỉ chấp nhận gói tin có kích thước nhỏ hơn, thì router sẽ phải thực hiện chức năng là chia mảnh, phân mảnh cái gói tin đấy, phân mảnh gói tin, chia gói tin thành các gói nhỏ hơn để phù hợp với cái kích thước gói tin lớn nhất của cái mạng ở phía bên kia mà nó phải chuyển gói tin đi qua. Chức năng này được thực hiện ở trên router. Câu 2, để vận chuyển một bản tin đến đúng ứng dụng trên một hop, địa chỉ nào được sử dụng? Đến đứng ứng dụng trên một hop thì ứng dụng trên một hop tức là đứng đến một cái tiến trình trên một hop cụ thể, đúng không nhỉ? Tiến trình. Thế thì việc chức năng là cái nhiệm vụ vận chuyển bản tin từ tiến trình đến chương trình. Đấy là chức năng của lớp transport, và để làm được như vậy thì ta cần có địa chỉ cổng. Đó. Như vậy đáp án là địa chỉ cổng. Câu 3. Hot A cần truyền một file kích thước là kích thước lớn đến hot B. Đường truyền từ A đến B đi qua 3 chặng với tốc độ lần lượt là 100K, 1M, 5M. Và giả thiết là không có cái lưu lượng nào khác là trên mạng. Tính thông lượng của quá trình truyền file, tức là tính thông lượng của cả cái path gồm có 3 link, 3 liên kết. Liên kết đầu tiên là tốc độ 100K, liên kết thứ hai là 1M và liên kết thứ ba là 5M. Thì câu này thì rõ ràng ta rất là dễ rồi đúng không nhỉ? Thưa thầy, thì có thể share màn hình cái file lên được không ạ? Ok, share màn hình. Rồi, các bạn thấy chưa? Dạ thấy rồi ạ, cảm ơn thầy. Vậy bởi vì là ba chặng nhưng mà mỗi chặng có một cái lưu lượng thông lượng khác nhau, và cái thông lượng của cả tuyến sẽ phụ thuộc vào cái thông lượng của chặng có cái lưu lượng thấp nhất, đúng không nhỉ? Lưu lượng thấp nhất phải rất rõ rồi. Đây chính là cái hiện tượng thắt nút cổ chai đây, hiện tượng thắt nút cổ chai. Hai đầu là đường cao tốc nhưng mà đoạn giữa là đường đường hẹp. Thế thì cái lưu lượng đi qua đấy nó vẫn phụ thuộc vào cái đoạn đường hẹp nhất của cái tuyến đấy. Câu 4. Khái niệm nào chỉ sự sắp xếp vật lý của mạng? Sắp xếp vật lý của mạng thì trong cái định nghĩa người ta học ở phần phần trước về protocol, đúng không nhỉ? Protocol chính là cái khái niệm. À xin lỗi, topology. Topology chính là cái khái niệm chỉ về cái sắp xếp vật lý của các cái thiết bị trong mạng, các host, các thiết bị trong mạng. Câu 5. Khái niệm dùng để chỉ hai tính chất khi nào thì dữ liệu có thể được truyền đi và tốc độ của nó mà tốc độ mà nó có thể được truyền được. Thì cái này là đáp án nó là timing, đúng không nhỉ? Khái niệm về định thời để chỉ khi nào thì dữ liệu có thể được truyền đi và tốc độ mà nó có thể được truyền. Trong nhiều lớp ở trên mô hình TCP/IP cũng như là mô hình mạng máy tính, mô hình internet, thì để đảm bảo truyền tin cậy thì hai bên phải kiểm soát cái gói tin trao đổi, kiểm soát gói tin trao đổi. Mà để đảm bảo truyền tin cậy thì mỗi một gói tin chuyển đi hoặc là một số lượng gói tin nhất định chuyển đi cần phải chờ có một cái bản tin phản hồi để bên gửi biết được là bản tin đã đến đích đúng hay chưa. Và kèm với việc gửi bản tin phản hồi thì phải kết hợp thêm một cái chế độ nữa là dùng timing. Tức là mỗi một bản tin gửi đi thì sẽ được gắn một cái nhãn thời gian. Và hết cái thời gian chờ mà không thấy phản hồi thì bên phát sẽ phải thực hiện việc phát lại. Như vậy cái timing chính là để cho biết khi nào thì có tin có thể được gửi đi. Một câu nữa liên quan đến protocol. Khái niệm protocol là một tập hợp các quy tắc để điều chỉnh việc giao tiếp dữ liệu. Cái này rất rõ, protocol là cái protocol
hay là các cái giao thức ở trong mạng máy tính là cái đối tượng chính mà chúng ta sẽ khảo sát ở trong cái môn học này, khảo sát các giao thức ở các lớp. Đáp án là protocol. Câu 7. Vấn đại là một cái khái niệm nữa liên quan đến protocol. Protocol là một khái niệm chỉ bộ quy tắc để trao đổi thông tin có thứ tự. Giống như là hôm trước chúng ta đã khảo sát một cái ví dụ về vận chuyển hành khách từ một điểm đến một điểm đi qua nhiều cái cung đường khác nhau. Thế thì protocol ở đây và trong cái bài toán chuyển vận du lịch chính là các cái công ty lữ hành hay công ty du lịch, đúng không nhỉ? Họ phải thực hiện việc sắp xếp, lên kế hoạch tuyến nào thì vận chuyển bằng cái công bằng bằng cái phương tiện nào, vân vân. Thì trong hệ thống mạng máy tính cũng vậy, protocol sẽ đóng vai trò là để cho phép hay là đưa ra các cái bộ quy tắc để cho phép các cái thành phần trong mạng, các cái thực thể trong mạng trao đổi thông tin với nhau một cách thứ tự. Câu 8. Dịch vụ nào được cung cấp bởi lớp liên kết dữ liệu cho lớp mạng? Wow. Nhiệm chức năng của lớp liên kết dữ liệu là Lake Hop Delivery, tức là vận chuyển các cái frame từ một nút đến nút liền kề, tức là đến cái chặng tiếp theo, chặng liền kề, đúng không nhỉ? Đây chính năng là đây chính là cái chức năng của chính của lớp liên kết dữ liệu. Câu 9. Khi dữ liệu được chuyển từ trạm A đến trạm B thì phần header của lớp 4 của gói tin nó gói lớp 4 của ta sẽ được đọc bởi lớp nào của trạm B, lớp 4. Thế thì trong cái mô hình TCP cũng như là mô hình MODI chúng ta đã khảo sát rồi, là trước là mỗi một lớp ở trong mô hình thì có liên kết với lớp cùng tầng, liên kết với lớp cùng tầng đồng cấp, liên kết đồng cấp với đồng tầng và đó và tất cả các lớp đều có liên kết đồng cấp như vậy, đúng không? Nhưng các lớp trên thì liên kết là liên kết logic, còn lớp dưới cùng nó vẫn là liên kết vật lý, đúng không? Do vậy khi mà chuyển gói tin từ trạm A đến trạm B thì phần header của lớp 4 ở A sẽ được đọc bởi phần header lớp 4 của B, tức là đọc bởi lớp transport của B, đúng không nhỉ? Đáp án là transport, lớp transport. Câu 10. Giao thức nào sau đây được thiết lập để kết nối trước khi truyền dữ liệu? Giao thức nào sau đây phải thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu? Thế thì trong khảo sát mô hình TCP chúng ta thấy có hai lớp yêu cầu phải truyền dữ liệu tin cậy, đó là lớp liên kết dữ liệu và lớp lớp liên kết dữ liệu và lớp transport, gọi lớp transport. Tuy nhiên thì để cái yêu cầu truyền dữ liệu một cách tin cậy thì trước khi truyền dữ liệu cần phải thiết lập cái kết nối, thì cái chức năng này chỉ có ở lớp giao vận, đó, lớp giao vận. Còn lớp mạng, lớp liên kết dữ liệu cũng yêu cầu truyền dữ liệu tin cậy, nhưng mà lớp mạng khi lớp liên kết dữ liệu thì không yêu cầu phải thiết lập kết nối. Lý do là gì? Lý do là nó chỉ truyền trên một chặng liền kề, truyền một chặng liền kề, truyền từ trạm đến trạm bên cạnh, do vậy mà không yêu cầu phải có cái chức năng là thiết lập kết nối. Còn ở lớp đây là lớp liên kết dữ liệu. Còn lớp mạng thì không yêu cầu truyền tin cậy. Lớp mạng hoạt động theo cơ chế là best effort, tức là nỗ lực tối đa, truyền dữ liệu mà không yêu cầu phải thiết lập kết nối. Câu 11. Dữ liệu được chuyển thành các đoạn segment tại lớp nào dưới đây? Nó truyền tải, đúng không nhỉ? Truyền tải. Segment là cái đơn vị dữ liệu làm cho lớp truyền tải. Chúng ta còn nhớ cái tên của các cái hay là cái của đơn vị dữ liệu của các lớp không nào? Ở lớp liên kết dữ liệu chúng ta làm việc với các frame, đúng không nhỉ? Làm việc với các frame. Còn ở lớp mạng chúng ta làm việc với các datagram hay là các package. Còn ở lớp liên kết dữ liệu chúng ta làm việc với các segment, các segment. Còn ở lớp trên lớp ứng dụng và các lớp khác chúng ta làm việc với các metric, đúng không nhỉ? Đơn vị dữ liệu ở các lớp. Chúng ta nhớ. Câu 12. Và đây, đây chính là nó đây, đúng không ạ? Đâu là cái thứ tự đơn vị dữ liệu trong bộ giao thức TCP khi chuyển từ lớp 1 đến lớp 7. Ở lớp 1 ta làm việc với bit, lớp 2 chúng ta làm việc với các frame, lớp 3 chúng ta lớp mạng chúng ta làm việc với các packet, lớp transport chúng ta làm việc với các segment và ở phía lớp trên ta làm việc với data hay là message, đó nhỉ? Đây là cái đơn vị dữ liệu từ lớp dưới đến lớp trên trong mô hình TCP cũng như là trong mô hình như này. Câu 13. Lớp nào dưới đây điều khiển truy nhập môi trường? Câu này dễ rồi, đúng không ạ?
truy nhập môi trường. Đấy là chức năng, một chức năng của lớp liên kết dữ liệu mà chúng ta sẽ học ở trong cái bài tập hôm nay, trong cái bài giảng hôm nay. Tức là lớp liên kết dữ liệu thì được chia thành hai cái phần lớp. Phần lớp dưới được gọi là LLC, lớp liên kết, và xin lỗi. Và phần lớp trên được gọi là LLC, và phần lớp dưới của lớp liên kết dữ liệu được gọi là lớp mask. Lớp mask chính là cái lớp mà để điều khiển và truy nhập đường truyền. Chúng ta sẽ học ở trong bài này. Lớp liên kết. Như vậy, chức năng điều khiển truy nhập đường truyền đó là cái nhiệm vụ của lớp liên kết dữ liệu. Một phần lớp trong lớp liên kết dữ liệu. Câu 14. Lớp nào trong mô hình URI thực hiện chức năng chia dòng bit cần truyền thành các frame? Chia dòng bit cần truyền đi thành các frame. Đây là chức năng của lớp data link layer. Lớp liên kết dữ liệu. Đấy là cái chính là cái chức năng framing mà chúng ta học buổi trước đúng không nhỉ? Chức năng framing. Còn nhớ cái đoạn là text tiếng Anh hay không? Nó bị đảo các cái thứ tự của các cái chữ cái ở trong một từ. Nhưng điểm đầu và điểm cái ký tự đầu và ký tự cuối thì không bị đúng vị trí hoặc và nhờ đó mà chúng ta vẫn có thể đọc được cái một từ tiếng Anh hoàn chỉnh. Tương tự như vậy thì trong mạng máy tính, trong mô hình URI, dòng bit cũng được chia thành các frame bằng cách là đánh dấu điểm đầu và đánh dấu điểm cuối để phân tách các frame. Và chúng ta có nhiều cơ chế để chúng ta phân tách. Cơ chế đơn giản nhất là chèn bit, tức là đếm số lượng dữ liệu ở trong một frame, sau đó thì đưa cái giá trị cái nó vào cái bit đánh dấu, hoặc là chèn các byte đặc biệt, hoặc là dùng các cái phương pháp mã hóa. Câu 15. Trong mô hình Internet, host xử lý như thế nào? Câu này thầy cũng nói ở trên lớp rồi đúng không nhỉ? Host xử lý như năm nào? Host trong mô hình Internet 5 lớp thì host xử lý từ lớp 1 đến lớp 5. Còn câu hỏi tương tự với router. Router thì nó chỉ hoạt động đến lớp 3 đúng không nhỉ? Như vậy router sẽ hoạt động từ lớp 1 đến lớp 3. Tương tự như vậy, switch và switch chỉ làm việc trên lớp 2. Như vậy thiết bị switch và switch cầu nối nó sẽ làm việc từ lớp 1 đến lớp 2. Câu 16. Trong mô hình URI, lớp nào chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ truyền tin cậy end-to-end? Câu này cũng end-to-end. Truyền tin cậy end-to-end. Truyền tin cậy end-to-end. Nhiệm vụ của truyền tin cậy end-to-end thì đương nhiên thuộc về lớp giao vận, không nhỉ? Lớp giao vận. Vì lớp mạng cũng truyền end-to-end nhưng mà lớp mạng không đảm bảo với không có cái chức năng yêu cầu là truyền tin cậy, không yêu cầu truyền tin cậy. Như vậy đáp án là lớp giao vận. Câu 17. Giao thức nào là giao thức từ tiến trình đến tiến trình, giao thức từ tiến trình mà nó chỉ sử dụng địa chỉ cổng, checksum và length, tức là chiều dài khung của data. Thì đáp án là UDP đúng nhỉ? UDP là giao thức hoạt động rất đơn giản, nó là giao thức ở lớp giao vận hoạt động từ tiến trình đến tiến trình, nhưng UDP chỉ dùng địa chỉ cổng, dùng checksum và length mà thôi. Còn TCP thì giao thức vẫn là giao thức tiến trình đến tiến trình, nhưng TCP hoạt động theo cơ chế variable đảm bảo cái tính tin cậy. Do vậy là TCP còn phải xử lý rất nhiều những cái thông tin điều khiển khác ngoài địa chỉ cổng, checksum và chiều dài khung. Vậy đáp án là UDP. Câu 18. Bản tin RDP reply thuộc loại nào? Câu này thì khá nhiều rất nhiều bạn làm sai này. Câu 18. Bản tin RDP thuộc loại nào? RARP là giao thức phân giải địa chỉ ngược. Cùng với RARP chúng ta còn có ARP là giao thức phân giải địa chỉ, đó là cho phép chuyển đổi ánh xạ giữa địa chỉ MAC thành những IP. Còn RARP là chuyển từ IP thành MAC, đúng không nhỉ? Thế thì để cái giao thức này hoạt động được thì đầu tiên nút một chạm mà cần phân giải địa chỉ thì nó sẽ quảng bá cái bản tin request, đúng không nhỉ? Cản quảng bá cái bản tin request giống như là gửi một bản tin kèm theo một địa chỉ IP để hỏi là ai có địa chỉ IP của cái trạm nào có giá trị như thế này,
xin lỗi, như nào nhỉ? Hãy tìm cái địa chỉ MAC, hãy cho biết địa chỉ MAC của cái trạm mà có IP là như này. Thế thì bởi vì là chưa biết MAC của cái IP tương ứng đấy là gì. Do vậy nó với cái bản tin request thì nó phải gửi theo kiểu MOCAP đúng không nhỉ? Và khi một trạm nhận được cái bản tin RARP hoặc là bản tin ARP request thì nó sẽ so sánh cái địa chỉ IP của nó trong trường hợp là ARP hoặc là so sánh cái địa chỉ MAC của nó trong trường hợp đây là bản tin request RARP để xem là nó trùng với cái địa chỉ của nó hay không. Nếu trùng thì nó sẽ trả lời. Và vì đã biết được cái người hỏi là ai rồi thì cái trả lời sẽ chỉ dùng bản tin INUCAT, chỉ dùng bản tin INUCAT. INUCAT tức là chuyển bản tin giữa một nhận và một gửi một nhận một gửi. Còn bản tin MOCAP là gửi từ một trạm và nhận được bởi tất cả các trạm trong cùng một mạng. Do vậy bản tin reply, bản tin trả lời sẽ là bản tin INUCAT để giảm cái lượng bản tin điều khiển lưu thông ở trên mạng. Câu 19. Trong phân lớp LLC, trong Internet cung cấp dịch vụ nào dưới đây cho lớp mạng? Thì nói rồi, đó là lớp liên kết dữ liệu. Chúng ta có hai phân lớp đầu được gọi là phân lớp nó trên, được gọi là LLC, lớp liên kết, lớp điều khiển liên kết. Và cái phân lớp dưới là phân lớp MAC, là lớp điều khiển môi trường, điều khiển chuyên nhập môi trường. Thì cái LLC chúng ta chính là chúng ta học trong cái buổi trước, còn MAC chúng ta học trong buổi này. Thì cái phân lớp LLC trong Internet cung cấp dịch vụ nào cho sau đây cho lớp mạng? Phân lớp cung cấp dịch vụ vận chuyển tin cậy dữ liệu, vận chuyển dữ liệu một cách tin cậy, cung cấp dịch vụ điều khiển luồng, cung cấp dịch vụ kiểm soát lỗi. Đây chính là những cái chức năng của lớp LLC. Như vậy đáp án là toàn bộ các cái đáp án trên. Và câu cuối cùng, thiết bị nào tạo ra nhiều vùng xung đột cho mạng Internet? Thiết bị nào tạo ra nhiều vùng xung đột trong mạng Internet? Câu hỏi này thì đây là một câu mà thầy thêm vào, nó không nằm trong cái nội dung mà chúng ta đã học, không nằm trong nội dung chúng ta đã học cho đến thời điểm này. Nhưng mà thầy cố tình thêm một cái câu hỏi cuối cùng này vào để xem các bạn trả lời như thế nào, xem khả năng các bạn có nắm được đến đâu. Thì cũng nhiều bạn trả lời đúng được cái câu này, mặc dù là chúng ta thầy chưa dạy cái phần này. Chúng ta sẽ học ở trong cái buổi tiếp theo, trong buổi này. Đáp án là switch, đáp án là switch. Switch tạo ra nhiều vùng xung đột. Vùng xung đột là gì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Còn NEC, các mạng, hub. Hub là các thiết bị hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu hoặc là ở lớp 1, lớp vật lý. Hub hoạt động ở lớp vật lý. Mà ở lớp vật lý thì các thiết bị kết nối với nhau về mặt điện, kết nối với nhau về mặt điện. Ta hình dung là hub nó hoạt động giống như là một mạng cấu hình sao, có một thiết bị ở trung gian. Nhưng hub không xử lý cái phần tiêu đề của gói tin, mà dữ liệu đến từ một trạm thì được chuyển ra tất cả các cái trạm khác còn lại của hub. Do vậy mà tất cả, tức là hay có cái nghĩa là khi mà một trạm gửi gói thì tất cả các cái trạm khác đều nhận được, có nghĩa là chúng nằm trong cùng một vùng xung đột. Tức là nếu như hai trạm trong cái ở trên một hub cùng gửi dữ liệu thì sẽ tạo ra cái việc xung đột, gây ra xung đột gói tin. Còn switch thì hoạt động ở lớp lớp 2, switch có khả năng xử lý cái phần switch cũng như là switch và cầu nối nhá, switch và bridge hoạt động giống nhau, đều hoạt động ở lớp 2 và chúng đều tạo ra mỗi một cổng của switch và mỗi cổng của bridge là một cái miền xung đột riêng. Tức là hai cái thiết bị này nó có khả năng xử lý gói tin để cho phép là gói tin gửi đến một cổng thì nó sẽ chuyển ra một cách thông minh, là chuyển ra một cổng tương ứng nào đó phù hợp, chứ không phải là chuyển cho tất cả các cổng còn lại giống như nó. Do vậy với một vùng, với một cổng trên switch sẽ là một vùng xung đột riêng. Ok, đấy là 20 câu hỏi trắc nghiệm bài tập của tuần trước. Được chưa? Thôi ta chuyển sang cái nội dung của bài hôm nay nhé.
Thế đã chốt được phương án là trắc nghiệm lần sau thì thầy giao thế nào chưa? Cho cả một tuần, thích làm lúc nào thì làm hay là cho làm trong khoảng 20 phút, làm xong biết được đáp Mất cả tuần đấy rồi. án. Như cũ này ạ. Như cũ, rồi, như cũ. Thế thì không đảm bảo là buổi sau có đủ thời gian để chữa tất cả là bài đó nha. Các bạn nhìn thấy slide chưa? Đã rồi ạ. Ok, ta tiếp này. Ta tìm hiểu về chức năng điều khiển luồng ở trong lớp liên kết dữ liệu. Điều khiển luồng trong lớp liên kết. Tắt webcam nha. Ta record rồi đúng không nha. Luôn. Thì trong quá trình truyền dữ liệu, nếu như tốc độ của bên phát mà nhanh hơn bên thu thì sẽ xảy ra hiện tượng là không mất đồng bộ, hiện tượng mất đồng bộ hoặc hiện tượng xảy ra hiện tượng mất bản tin vì là do bên thu không kịp xử lý hết những cái bản tin mà bên phát được. Vì vậy để đảm bảo truyền tin cậy ở trong lớp liên kết dữ liệu thì chúng ta cần phải thực hiện điều khiển luồng flow control để quá trình thu và phát được phối hợp một cách nhịp nhàng và đồng bộ với nhau. Thực tế thì cái chức năng điều khiển luồng nó có ở vài cái nó có ở nhiều nhiều lớp, có ở nhiều lớp, nhưng ở lớp LLC ở trong lớp liên kết dữ liệu thì chúng ta thực hiện việc điều khiển luồng ở trên các cái trạng liền kề. Như vậy là ra giao thức điều khiển luồng thì có thể thực hiện ở trên nhiều các cái lớp khác nhau ở trong mô hình TCV cũng như là trong mô hình này. Tuy nhiên ở trong cái lớp liên kết dữ liệu thì điều khiển luồng chỉ cái phạm vi của nó là gì? Do cái phạm vi hoạt động của lớp liên kết dữ liệu là trên một trạng liền kề. Do vậy mà cái điều khiển luồng cũng là điều khiển luồng trên từng trạng, điều khiển luồng trên từng trạng. Nên nói tóm lại thì điều khiển luồng là một cái cơ chế nhằm để đảm bảo cái việc truyền thông tin của vi phát không vượt quá khả năng xử lý của vi thu. Nhằm đảm bảo việc truyền thông tin của vi phát không vượt quá khả năng xử lý của vi thu. Vậy làm thế nào để ta điều khiển được cái quá trình này? Thì cách thức hoạt động là của cái lớp liên kết dữ liệu là như sau. Bên thu sẽ dành ra một cái khi mà nhận dữ liệu thì bên thu sẽ dành ra một cái vùng nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu đến từ vi phát. Trong khi dữ liệu đang được xử lý thì nó sẽ lưu nhớ lưu trữ cái các khung đến ở trong cái vùng nhớ đệm. Và nếu như bên gửi gửi dữ liệu nhanh hơn cái khả năng xử lý của bên thu thì sẽ xảy ra cái hiện tượng tràn đệm, tràn đệm. Do vậy cái điều khiển luồng đây chính là một kỹ thuật để ngăn chặn cái khả năng quá tải ở bên thu và cho phép bên thu thông báo cho bên nhận khi nào nó có thể nhận tiếp dữ liệu, khi nào nó có thể nhận tiếp dữ liệu và khi nào thì nó đang đang bị tràn. Thế cách thức cái mô hình truyền khung đơn giản ở trong lớp liên kết dữ liệu là như này. Trong điều kiện lý tưởng, tức là không có lỗi. Trong điều kiện lý tưởng tức là không có lỗi thì đây là bên nguồn nút gửi và bên nhận nút gửi gửi một bản tin đó. Gửi một bản tin nếu như trong việc mà không có lỗi thì theo cái luồng thời gian thì các cái bản tin sẽ được đến được bên nhận theo đúng thứ tự và nếu như giả thiết là gì không có lỗi và cái bên nhận có khả năng xử lý tất cả các cái bản tin mà nó nhận được. Tuy nhiên trong thực tế thì việc truyền dữ liệu sẽ xảy ra rất các kịch bản sau đây. Đó, kịch bản sau đây. Thứ nhất là bản tin gửi bị mất ở trên đường truyền. Bản tin gửi bị mất trên đường truyền. Mất bản tin, mất một bản tin trong các cái bản tin nó gửi bên gửi. Vậy thì bên nhận sẽ nhận được bản tin mà có số thứ tự không liên tục. Có số thứ tự không liên tục. Hoặc là bản tin nhận được nhưng mà bị lỗi mà bên gửi không có khả năng khôi phục cái lỗi của cái bản tin thì đấy là cái việc cái mô hình truyền khung trong thực tế. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ta đảm bảo được là bên nhận sẽ nhận được tất cả các cái bản tin theo đúng thứ tự và không bị lỗi đó, đúng thứ tự và không bị lỗi. Thế thì trong hệ thống mạng ta dùng một cái cơ chế rất đơn giản sau đây được gọi là cơ chế stop and wait. Được gọi là cơ chế stop and wait.
Cơ chế huấn luyện này hoạt động rất đơn giản, tức là gì? Bên phát sẽ phát dữ liệu giữa các phim và bên đích nhận dữ liệu và trả lời bằng ACK, tức là ta dùng cái cơ chế báo nhận, đúng không ạ? Cứ mỗi một bản tin gửi đi thì bên sau khi mà nhận được thì bên phát bên 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 nhận sẽ phản hồi bằng một cái bản tin, bằng một gói tin điều khiển, gói tin này ta gọi nó là gói tin ACK, acknowledgement. Và bên phát sẽ sau khi mà nhận được cái thông báo bản tin gửi đi, nó phải chờ một cái ACK gửi về. Sau khi nhận được ACK gửi về rồi thì nó mới tiếp tục gửi cái khung tiếp theo. Cứ như vậy, đúng không ạ? Cứ như vậy. Đây gọi được gọi là cơ chế stop and wait, tức là gửi một gói đi rồi stop, dừng lại chờ cho đến khi nhận được ACK thì nó mới gửi gói tiếp theo, đúng không ạ? Đặc điểm của cái phương pháp này là rất đơn giản, đúng không ạ? Rất đơn giản. Và nó được dùng chủ yếu trong các ứng dụng theo kiểu là hướng ký tự, theo hướng là hướng ký tự, đúng không ạ? Hướng ký tự, và thường được dùng trong các kênh truyền hoạt động theo cái chế độ là bán song công, bán song công, tức là cứ một bên gửi sau đó phải chờ bên kia phản hồi thì mới gửi gói tiếp theo. Thế thì ta thử đánh giá cái hiệu suất của cái phương pháp, của cái phương án này là xem như thế nào. Đánh giá cái hiệu suất của phương pháp stop and wait, đánh giá các bạn nhìn một cái hình vẽ đơn giản như thế này, đúng không? Đây là trạm gửi và trạm nhận, đúng không? Và cái ta có cái khoảng thời gian bôi xám đây, chính là cái khoảng thời gian phục vụ gói, đúng không nhỉ? Thời gian phục vụ gói. Thời gian phục vụ gói thì phụ thuộc vào kích thước gói cũng như là tốc độ của kênh, kích thước gói và tốc độ của kênh. Và chúng ta có cái khoảng thời gian được là chia lan truyền, chia lan truyền là được tính bằng cái thời gian cái bit, một bit gửi đi và khi mà nó nhận được ở phía thu. Đây là thời gian chia lan truyền. Còn đây là thời gian phục vụ gói. Và đây là cái khoảng thời gian cần thiết để truyền hết cái gói ACK lên đường truyền, tức là thời gian phục vụ gói của gói ACK. Và tương tự thì gói ACK cũng phải lưu truyền ở trên kênh truyền, do vậy nó cũng mất một khoảng thời gian lan truyền bằng T propagation, đúng không? Hay tóm lại, nếu như chúng ta bỏ qua cái thời gian phục vụ gói của gói tin ACK, vì gói tin ACK là gói tin điều khiển, nó có cái thước nhỏ, nó chỉ làm cái mẫu tin để thông báo cho bên nhận biết là bên gửi biết là bản tin đã nhận được đúng hay chưa, đúng không? Nên chúng ta bỏ qua cái kích thước của cái bản tin ACK thì ta có tổng trễ sẽ bằng hai lần thời gian lan truyền của bản tin của cái frame cần gửi và thời gian lan truyền của bản tin mà báo nhận, bản tin ACK cộng với thời gian phục vụ gói tây frame, đúng không nhỉ? Đây là tổng cái thời gian trễ từ khi gửi cái bit đầu tiên cho đến khi nhận được cái bản tin ACK, cho nhận đi bản ACK để có thể gửi cái gói tiếp theo. Thế thì trong cả cái thời gian T trễ này bằng hai lần trễ lan truyền cộng với T frame thì chỉ có cái thời gian là T frame là thời gian có ích, đúng không nhỉ? Thời gian có ích. Do vậy chúng ta dễ dàng tính được cái hiệu suất, đúng không nhỉ? Hiệu suất sẽ bằng thời gian có ích trên tổng cái thời gian, sẽ bằng T frame chia hai lần T pro cộng T frame. Và nếu chúng ta đặt cái tỷ số A bằng thời gian lan truyền chia cho thời gian phục vụ gói thì ta có công thức để tính cái hiệu suất của phương pháp stop and wait. U sẽ bằng 1 trên 1 cộng 2A. Thế thì để đánh giá hiệu suất ở đây ta thấy là gì? Muốn tăng hiệu suất thì ta phải giảm ở từ số, đúng không nhỉ? Ta phải giảm cái giá trị ở từ số, tức là ta phải giảm cái giá trị A. A phải nhỏ thì U sẽ tăng. Muốn A nhỏ thì có hai cách. Một là gì? Một là chúng ta phải làm thế nào đấy để cái chuỗi lan truyền này là càng nhỏ càng tốt, đúng không nhỉ? Để A nhỏ thì chuỗi lan truyền càng nhỏ càng tốt. Và cái thời gian truyền frame càng to càng tốt, càng nhiều càng tốt, hay là frame được thiết kế có kích thước càng lớn càng tốt thì nó sẽ dẫn đến là U tăng, đúng không? Tuy nhiên cái kích thước của frame này là một cái tham số rất là quan trọng và nhạy cảm, chúng ta đã khảo sát rồi, đúng không nhỉ? Chúng ta đã khảo sát qua cái bài tập về nhà của cái buổi đầu tiên. Thời gian lan truyền nó phụ thuộc vào cái bản chất vật lý của kênh truyền. Bản chất vật lý của kênh truyền tức là cái tốc độ tín hiệu được lan truyền ở trên kênh và phụ thuộc vào cái khoảng cách của kênh, khoảng cách của kênh truyền. Như vậy đây cái tham số này là ta không can thiệp vào được, đúng không nhỉ? Như vậy để kiểm soát hay là để can thiệp được vào cái hiệu suất, tính toán hiệu suất
tăng hiệu suất thì ta chỉ có can thiệp vào p frame, tức là ta thiết kế frame có một cái kích thước phù hợp đó, thiết kế cái frame có kích thước phù hợp. Ta làm một cái ví dụ đơn giản như thế này, mời các bạn tham gia làm một cái ví dụ đơn giản. Ví dụ một kênh truyền có tốc độ bit là 4 kbps, với tốc độ với cái trễ lan truyền là trễ lan truyền là 20 ms. Vậy thì ta cần phải thiết kế frame có kích thước bằng bao nhiêu để cái cơ chế stop and wait cho hiệu suất bằng 50%, cho hiệu suất bằng 50%. Thì bài giải này thì đây chính là gì? Chính là cái mà chúng ta vừa phân tích đây đúng không nhỉ? Để U đạt hiệu suất là 50% thì ta cần phải thiết kế, ta cần phải tính toán A bằng bao nhiêu? Đó, A bằng bao nhiêu? Khi mà chúng ta đã biết được cái A thì biết rồi. A là cái tỷ số này và chúng ta bài toán cho biết trước cái trễ lan truyền, vậy chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái thời gian phục vụ gói. Và khi biết được thời gian phục vụ gói và đồng thời biết được cái tốc độ của kênh thì chúng ta sẽ tính ngược lại ra được cái kích thước của gói, đúng không nhỉ? Kích thước của gói ở đây tốc độ lan truyền của kênh bằng 4 kbps/s, thời gian lan truyền cho biết trước bằng 20 ms, tính L, tức là tính cái chiều dài quá tin, kích thước quá tin. Với yêu cầu U bằng 50%, tức bằng 50%, tức là bằng 1/2 hay là bằng 0/5, đúng không? Thì ta có thể tính ngược lại được T frame sẽ bằng 20 bằng 20 nhân với 2, tức là 2 lần T frame mà bằng 40 ms. Mà T frame được tính bằng gì? Thời gian phục vụ gói sẽ bằng kích thước của gói chia cho tốc độ của kênh bằng L chia R, đúng không? Như vậy ta tính được L sẽ bằng R nhân với T frame và tính được bằng 160. Như vậy nếu như frame có kích thước bằng 160 bit, nếu chúng ta thiết kế frame có kích thước bằng 160 bit thì cái cơ chế stop and wait sẽ cho hiệu suất là 50%. Và để tăng cái hiệu suất này thì chúng ta cần phải tăng cái kích thước của gói tin. Tuy nhiên tăng kích thước gói tin là một vấn đề mà chúng ta cần phải cân bằng, đúng không nhỉ? Chúng ta cần phải trade off giữa việc tăng kích thước của gói tin. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta tăng kích thước thì còn phải tùy thuộc vào cái độ tin cậy, độ ổn định của cái liên kết. Nếu như liên kết đấy mà có cái độ tin cậy kém, tức là thường xuyên phải chuyển mất gói hoặc là lỗi gói phải chuyển lại, thì khi đó chúng ta sẽ phải chuyển lại gói tin có kích thước là lớn, nó sẽ làm cho hiệu suất này giảm đi chứ không tăng lên. Một ví dụ thứ hai, giả thiết một phòng lab có 200 máy tính được kết nối với một mạng có cái tốc độ là 10 m và kích thước của cái mạng đó là 1500 m. Gói tin có kích thước bằng 800 bit. Gói tin mỗi một máy tính thì đều tạo ra các cái gói tin có kích thước giống nhau bằng 800 bit, giả thiết thế. Và cái tốc độ lan truyền tín hiệu ở trên kênh là bằng 2 × 10^8 m/s. Câu hỏi là trung bình có mỗi một máy tính sẽ có thể gửi đi bao nhiêu gói trong một giây? Mỗi một máy tính, mỗi một computer có thể gửi đi bao nhiêu gói tin trong một giây? Bạn này tính như nào nhỉ? Bạn này ta tính thế nào? Đáp án đây. Để giải được bài này thì ta phải tính được hiệu suất, đúng không nhỉ? Ta phải xác định được ở đây người ta cho cái băng thông R rồi, băng thông R, tức là gì? Băng thông là 10 megabit một giây, tức là cứ mỗi một giây thì thông lượng đi trên cái mạng đấy là đi được 10 meg. Đấy là, nhưng mà đấy là về mặt lý thuyết, đúng không nhỉ? Về mặt lý thuyết chúng ta chưa tính đến cái hiệu suất thực tế, Nếu như chỉ tính về mặt lý thuyết thì chỉ cần khi mà đã có tham số R này rồi, tức là biết được băng thông rồi, ta hoàn toàn có thể tính được là mỗi một máy tính trung bình có thể gửi đi bao nhiêu bit một giây. Bởi vì là đúng nhỉ? 10 meg một giây, 10 meg một giây.
rồi chia cho trung bình thì tính chia cho 20 cái 200 cái máy tính thì ngay ta ngay ta ngay được cái kết quả. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy. Thực tế là cái cơ chế stop and wait nó sẽ có một cái hiệu suất u nhất định. Vậy ta cần phải xác định được cái hiệu suất thực tế hay là ta xác định được cái tốc độ thực tế mà dữ liệu được truyền trên cái môi trường này trong cái mạng này là bao nhiêu thì chúng ta mới tính được cái số lượng quay tin. Thế để tính u thì chúng ta cần phải tính a đúng nhỉ, a u bằng 1 trên 1 cộng a. Để tính được u chúng ta cần phải tính tham số a. A là cái tỉ số giữa thời gian lan truyền chia cho thời gian phục vụ gói, mà cái tham số để tính trễ lan truyền và trễ phục vụ gói thì đều có rồi, d biết rồi đúng nhỉ, d là kênh truyền chiều dài 1.500 m, v là bằng 2 × 10^18 m/s, l kích thước gói tin bằng 800 bit, r biết rồi bằng 10 m, tức là 10 nhân bằng 10 nhân 10 mũ 6 đúng không? Như vậy chúng ta tính được a là cái tỉ số đó thì chúng ta tính được a bằng cái con số này, đưa vào cái công thức u chúng ta tính được u bằng 84.84, tức là 84%. Có nghĩa là gì? Thông lượng của lý thuyết của cái kênh truyền đấy là r bằng 10 m, nhưng thực tế thì chỉ có 84, hiệu suất chỉ đạt được 84%. Có nghĩa là gì? Đây là cái số lượng gói tin tính theo lý thuyết, tính theo lý thuyết biết r, biết tốc độ và biết kích thước gói tin thì chúng ta tính được tổng số gói tin theo lý thuyết là bằng 10 m là 10 mũ 7 đúng không? Chia cho 800 bit một gói, như vậy số lượng gói có thể truyền đi trong một giây là 12.500 gói, nhưng vì hiệu suất chỉ đạt 84%, do vậy số lượng gói thực tế, số gọi là gói thực tế sẽ là bằng 12.500 nhân với 0.84 bằng 10.500 gói một giây, 10.000 gói một giây. Đây là cái số lượng gói thực tế có thể được truyền đi trong một giây. Như vậy để tính được trung bình thì chúng ta chia cho 200, chúng ta xác định được là mỗi một cái computer có thể gửi đi trung bình là 52,5 gói trong một giây. Thêm một bài toán nữa để chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy được cái kích thước gói nó có quyết định đến hiệu suất của hệ thống nha. Rất nhiều cái bài tập, rất nhiều thứ liên quan đến kích thước gói. Như vậy ta hình dung đấy là cái kích thước gói nó quan trọng như thế nào. Bài tập 4. Bài tập này chính là cái bài tập mà thầy giao về nhà lần trước này. Chính là bài tập thầy giao về nhà lần trước. Ta làm rồi nha. Ta làm rồi, ta bỏ qua cái bài tập này. Tiếp theo nào. Tính giá một chút lại về cái giao thức này. Đây là cái cơ chế hoạt động của cơ chế stop and wait. Cứ gửi một cái gói đi, rồi lại phải chờ ACK phản hồi gửi về. Thế nếu ta hình dung là đây là một hệ thống mạng mà có chiều dài kênh truyền lớn, tức là cái trễ lan truyền, cái TPRO này rất lớn, ví dụ như kênh truyền vệ tinh, thế mà cứ một gói gửi đi rồi chỉ mất vài mini giây, xong lại chờ đến vài trăm mini giây nhận phản hồi rồi mới được gửi cái gói tiếp theo, thì dẫn đến là hiệu suất của kênh sẽ cực kỳ thấp, đúng nhỉ? Hiệu suất của kênh sẽ cực kỳ thấp trong trường hợp là cái trễ lan truyền lớn. Trễ lan truyền lớn nó làm cho A lớn làm cho U nhỏ đi. Thì để mà khai thác được cái tối đa cái hiệu suất của kênh thì thay vì dùng cái cơ chế stop and wait, người ta còn có một cái phương thức nữa mà cho hiệu suất cao hơn để khai thác được cái hiệu suất kênh, nó được gọi là cái cơ chế cửa sổ trượt hay là giao thức cửa sổ trượt. Đây là một cái cơ chế điều khiển lưu lượng được dùng rộng rãi nhất và có thể áp dụng tại một hay nhiều tầng của mạng, tức là có thể dùng ở lớp liên kết dữ liệu hoặc là dùng ở các lớp khác, ở lớp giao vận. Cơ chế stop and wait thì không hiệu quả khi mà trễ lan truyền lớn hơn cái thời gian phục vụ gói. Khi mà trễ lan truyền lớn hơn thời gian phục vụ gói thì cái cơ chế stop and wait không hiệu quả như chúng ta vừa đã khảo sát. Cái giao thức cơ chế cửa sổ trượt khắc phục được cái nhược điểm này bằng cách là cho phép một trạm sẽ truyền nhiều frame liên tiếp, được truyền đi rồi mới dừng lại để chờ báo nhận trước khi tiếp tục phát một loạt các cái frame tiếp theo. Và bên nhận sẽ điều khiển lưu lượng bằng cách là kìm
cái thời điểm mà gửi ACK, tìm cái thời điểm gửi ACK. Tức là nó nhận được một n frame, nó nhận được n frame và nó lưu n frame vào trong một bộ đợi, bộ đệm, và nó lần lượt xử lý n frame đấy. Khi mà nó chưa xử lý xong thì nó chưa gửi ACK vội, đúng nhỉ? Tức là nó đợi khi mà nó xử lý hết các cái bản tin đã nhận được ở trong hàng đợi, khi đó nó mới gửi ACK. Tức là điều khiển luồng được thực hiện bằng cách là gì? Gửi ngay hay là kìm hãm, kìm chế, kìm hãm cái việc gửi ACK, delay cái việc gửi ACK để bắt bên gửi phải chờ một khoảng thời gian, và nó dùng cái khoảng thời gian đấy để xử lý dữ liệu mà nó đang có ở trong hàng đợi. Thì đấy chính là cái hoạt động của cái cơ chế cửa sổ trượt. Thế vì sao lại gọi là cửa sổ trượt? Cửa sổ tức là ta có thể mở to ra hoặc là ta có thể thu nhỏ lại, tức là có thể trượt để cho nó to ra hoặc là trượt để cho nó thu nhỏ lại. Thế kích thước của cửa sổ đây là gì? Kích thước cửa sổ không phải là kích thước tính bằng mét nha. Đây, kích thước cửa sổ là chính bằng gì? Chính là cái lượng gói tin hay là lượng dữ liệu được phép gửi trong một lần nhận chờ ACK. Kích thước cửa sổ chính là cái số lượng gói tin hay là lượng dữ liệu mà bên gửi có thể được gửi trong một lần chờ ACK, một lần chờ ACK. Một cái vấn đề đặt ra là khi mà ta gửi liên tiếp n gói, khi ta gửi liên tiếp n cái frame, n frame, thì nếu như nhớ ra mà nó nhớ mà nó bị sai hay là bị lỗi ở một cái frame nào đó trong n frame, thì chúng ta thì hệ thống sẽ xử lý như thế nào? Nhớ mà nối một gói, ở đây là ta gửi một chuỗi các gói liên tiếp từ 1 đến n. Nếu như mà mất một gói ở trong n gói đó thì bên thu sẽ nhận được một lượng, nhận được các cái frame mà có thứ tự bị sai, đúng không nhỉ? Bị sai thứ tự, bị khuyết một vài gói. Thế thì làm thế nào để giải quyết cái bài toán này? Làm thế nào để giải quyết bài toán này? Để giải quyết thì hai bên sẽ phải duy trì một cái danh sách, đúng không nhỉ? Danh sách các cái frame gửi và danh sách các cái frame nhận. Và các cái frame được gửi theo cơ chế này thì sẽ cần phải được đánh số bằng một cái được gọi là serial number, tức là đánh một cái số tuần tự, và các bên sẽ căn cứ vào cái số tuần tự của các cái frame để nhận biết được là các cái frame đã đến đúng hay chưa. Trong trường hợp mà frame đến không đúng thứ tự thì nó cần thêm các cái bước để xử lý, cần thêm các cái bước để xử lý. Vậy xử lý như thế nào? Thế thì tùy vào cái cách thức xử lý khi có gói tin bị lỗi ở trong n gói tin của cái cơ chế cửa sổ trượt thì ta đã có các cái cơ chế, có các cái tên gọi khác nhau cho cái cơ chế cửa sổ trượt, tức là nó có cái cơ chế, có cái giao thức chi tiết hơn, có cái giao thức chi tiết hơn. Chúng ta sẽ khảo sát nó ở phần sau nha. Đây là một cái ví dụ minh họa về hoạt động của cái cơ chế cửa sổ trượt. Ta hình dung cái phần bôi đậm và bôi xám này, màu xám đây chính là cái kích thước của cửa sổ, kích thước cửa sổ cho biết số lượng gói tin có thể được gửi đi trong một lần chờ PACK trước khi mà gửi nhóm trước khi dừng stop để chờ ACK thì nó cho phép gửi đi từng đây gói tin, và tùy vào cái khả năng tiếp nhận của bên nhận, mà cái kích thước cửa sổ có thể được mở rộng, để cho phép truyền nhiều bản tin đi, truyền nhiều gói tin đi trước khi mà chờ một cái ACK hơn, hoặc là ngược lại, tùy vào cái khả năng tiếp nhận của bên nhận, hoặc là ngược lại, cửa sổ sẽ đóng lại, không nhỉ? Thu hẹp lại trong trường hợp mà bên nhận không xử lý được hết bản tin, hoặc là nó bị quá tải, hoặc là nó phải xử lý bản tin đồng thời cho từ nhiều cái nguồn khác nhau mà không phải là gói tin chuyển đến từ một nguồn. Thì cái cơ chế này là đặc biệt là cũng rất là phù hợp với các cái kênh truyền mà có chiều dài lớn, ví dụ như là kênh truyền vệ tinh, người ta tính toán được là cái data rate của kênh truyền vệ tinh thông thường được chia mỗi một kênh thành một cái kênh con khoảng 50k, 50 kbit một giây, mà cái round trip time từ kênh truyền vệ tinh thông thường là cách trái đất khoảng 30-40 nghìn km,
30-40 km. Do vậy người ta tính được cái round trip time cỡ khoảng 500 ms. Round trip time cỡ khoảng 500 ms. Mà nếu dùng cái cơ chế cửa sổ trượt để gửi 1000 bit một frame, 1000 bit một frame. Thế thì để gửi 1000 bit một frame này chúng ta chỉ mất có bao nhiêu? Mất độ khoảng vài mili giây, khoảng 20 mili giây. Nhưng chúng ta lại phải chờ một cái khoảng thời gian là rất dài, đến khoảng 500 mili giây để có gửi được cái frame tiếp theo. Thì nếu như mà chúng ta không có một cơ chế nào để kiểm soát cái việc trao đổi dữ liệu trên kênh một cách tốt hơn, mà chúng ta chỉ dùng cái cơ chế stop and wait, thì nó sẽ làm cho cái hiệu suất của kênh truyền giảm đi rất nhiều. Tức là ta chỉ khai thác hết 4% độ rộng quang thông, 4% độ rộng quang thông, tức là thời gian phát gói hết khoảng 20 mili giây, nhưng phải đến 520 mili giây sau mới có thể nhận được cái trả lời để phát gói tiếp theo. Nó làm cho cái hiệu suất giảm đi rất là nhiều. Để cải tiến thì người ta có một cái cơ chế truyền gọi là paralink. Để nâng cao hiệu suất đường truyền thì ta không chờ cái biến nhận mà cứ phát liên tục. Ví dụ như là với cái thời gian phục vụ gói là 20 mili giây cho một gói, thì với khoảng thời gian chờ phải mất là 520 mili giây để nhận được cái bản tin phản hồi, thì bên gửi sẽ gửi liên tiếp 26 gói để tổng cái thời gian phát gói, tổng thời gian phát 26 gói tin này vừa khớp đúng cái thời gian mà nó nhận được ACK, đúng vào cái thời gian mà nó nhận được ACK. Có nghĩa là nếu như chúng ta thiết kế được một cái giao thức mà cho phép gửi liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu suất là tối đa. Hay nói khác là nếu như cửa sổ trượt lúc này được thiết kế bằng kích thước bằng 26, cửa sổ trượt có kích thước bằng 26, tức là cho phép gửi 26 frame rồi mới phải ngồi chờ ACK để gửi 26 frame tiếp theo. Thế thì trong trường hợp như vậy thì hiệu suất sẽ là đạt 100%, đúng không nhỉ? Trong trường hợp như vậy hiệu suất sẽ đạt 100%, tức là bên gửi không phải lãng phí một cái khoảng thời gian nào để chờ, mà nó phát liên tiếp 26 cái gói tin. Và kết thúc việc phát 26 gói tin thì cái ACK của cái gói tin đầu tiên cũng vừa về đến nơi. Gói tin ACK, gói tin bản tin ACK cho gói tin đầu tiên cũng vừa về đến nơi. Vấn đề đặt ra là gì? Nếu ta làm được như vậy thì rõ ràng đạt hiệu suất 100%. Nhưng vấn đề đặt ra là trong 26 gói tin phát liên tiếp đấy, nhỡ như có một gói tin bị lỗi, nếu như có gói tin bị lỗi, hay là điều gì sẽ xảy ra khi mà một phép bị lỗi ở trên đường truyền, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Hệ thống sẽ xử lý như thế nào? Khi có gói tin ở đoạn giữa bị hỏng, trong 26 gói tin hay là trong N gói tin nói chung bị hỏng, thì chúng ta phải xử lý, hệ thống phải xử lý. Thế thì có hai cái cơ chế, hai cái phương pháp để khắc phục. Có hai cái phương pháp để khắc phục. Được gọi là cơ chế go back N. Được gọi là cơ chế go back N. Nha. Tùy vào cái cách thức xử lý gói tin bị lỗi, chúng ta có hai cái phương thức xử lý tiếp theo. Nó là go back N và static repeat. Go back N hoặc là static repeat. Thế hai cơ chế này hoạt động như thế nào? Ta khảo sát cái go back N trước nha. Go back N tức là quay lại, phát lại từ gói tin bị hỏng. Các bạn quan sát cái ví dụ ở trên slide. Trên slide phía bên trên là thứ tự phát của bên phát nha. Thứ tự phát của bên phát theo thời gian. Còn phía dưới là thứ tự gói tin thu được ở phía thu theo thời gian. Trong cái cơ chế go back N thì bên thu sẽ hủy bỏ các cái bản tin tiếp theo kể từ gói tin bị hỏng. Hủy bỏ gói tin, tất cả các gói từ gói bị hỏng. Tức là bên phát sẽ phải phát lại từ gói thứ N. Bên phát sẽ phải phát lại kể từ gói bị hỏng. Tức là phát lại từ gói thứ N. N là giả sử N là gói bị hỏng. Như vậy thì cái phương pháp này
cũng sẽ gây lãng phí đường truyền vì phải phát lại nhiều gói tin. Ta hình dung là trong hai trong cái ví dụ trước ấy, trong 26 gói tin liên tiếp, nếu như nó bị lỗi ngay gói tin đầu tiên thì sao? Thì bên phát phải phát lại cả 26 gói, đúng không nhỉ? Còn nếu như may mắn nó lỗi ở gói cuối cùng thì chỉ phải phát lại ở gói cuối cùng thôi. Đó. Nhưng nếu như mà cái vị trí của gói lỗi nằm ở phía đầu thì rõ ràng nó làm cho cái cơ chế này hiệu quả nó kém đi. Thì ta phân tích một cái hoạt động của cái cơ chế có cách nào thông qua cái dụ trên slide nhá. Nguyên tắc là dựa trên cơ chế của số chuột. Khi có một khung dữ liệu chưa nhận được, thì tất cả các cái khung mà có số thứ tự đều ở số thứ tự sau, số thứ tự nhỏ ở phía sau đều bị loại bỏ, và chạm nguồn sẽ phải truyền lại tất cả các cái frame kể từ cái frame bị lỗi, Ở đây giả sử là đây là cái đầu tiên ta bên phát truyền frame số 0, đúng không nhỉ? Frame 0. Và vì là mỗi một để đảm bảo cái độ tin cậy thì mỗi một frame phát đi đều đặt một cái timeout, đúng không nhỉ? Để phải đặt một cái timeout. Ở đây frame 0 phát bên này nhận được đúng thì không? Thì trả lời bằng cái ACK 0, đúng không ạ? ACK 0 có ngầm hiểu là gì? ACK 0 có nghĩa là tôi đã nhận được frame 0 và yêu cầu phát frame 1, đúng không nhỉ? Bên gửi không cần chờ cho đến khi nó nhận được ACK mà nó thực hiện việc gửi luôn, đúng không ạ? gửi luôn phim 1. Và bên nhận cũng nhận được phim 1 thì nó trả lời bằng ACK 1. ACK 1 có nghĩa là gì? Tôi đã nhận được phim 1, yêu cầu gửi phim thứ 2. Và vẫn theo cái quy tắc này thì bên gửi không cần chờ phải nhận được ACK mà nó thực hiện gửi luôn phim thứ 2. Nhưng giả sử là phim thứ 2 bị lỗi nha, có nghĩa thì mà theo cái hoạt động của cơ chế của Bách nào, tức là gì? Bên nhận sẽ hủy bỏ tất cả các cái frame mà nó nhận ở phía sau kể từ cái frame bị lỗi. Bên này nhận phát cái frame thứ hai. Và đương nhiên frame thứ hai cũng được đặt một cái timeout, đúng không nhỉ? Nó không chờ nhận được ACK mà nó phát tiếp frame thứ ba, frame thứ tư và frame thứ năm. Ba frame này mặc giả sử là nó có đích đúng nhưng mà vì là cái frame trước đó bị lỗi do đó vậy là các cái frame này sẽ bị discard nhá, nó không lưu hàng đợi nha và nó sẽ hủy bỏ luôn những cái frame này. Chuyển đến đây rồi, chuyển đến frame thứ năm thì là vừa là kết thúc cái thời gian timeout của cái frame thứ hai. Ở đây là ta chỉ biểu diễn cái timeout của frame thứ hai nhưng mà các bạn lưu ý là gì, tất cả các cái frame gửi đi đều được đặt timeout nhá. Đến cái thời điểm này thì hết cái timeout của frame thứ hai mà chưa thấy nhận được ACK, bởi vì đến thời điểm này nó đến đoạn này nó mới nhận được ACK 1, đúng nhỉ? ACK 1. Nó biết được là gói 1 đã đến thành công. Hết thời gian timeout của gói 2 mà chưa thấy ACK thì sao? Thì nó hiểu là gói ACK bị mất. Do vậy trạm phát sẽ phát lại bắt đầu từ cái gói số 2. Phát gói số 2, đúng nhỉ? Và phát gói số 3, tương tự như vậy. Để cho các khung tiếp theo. Đó. Thì ta phân tích kỹ hơn xem là cái cơ chế này nó có cái ưu điểm và nhược điểm gì. Ưu điểm đầu tiên là đơn giản, không cần phải có một cái cơ chế phức tạp nào khác mà chỉ cần căn cứ vào thời gian timeout, để bên phát sẽ biết được là nó cần phải phát lại cái phim nào. Và tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm là gì? Nhược điểm là có thể gây ra lãng phí cái các gói tin mà được gửi đến đúng đích. Ví dụ như trong trường hợp này là gói 3, gói 4, gói 5 đều đến đích đúng. Tức là nhận đúng nhưng mà lại bị hủy. Nó làm cho cái hiệu suất bị giảm đi. Vậy có cách nào để ta cải thiện có cái cơ chế cái go back này không ạ? Đó. Tại sao ta không lưu các cái gói tin này vào trong hàng đợi nhỉ? Tại sao ta không lưu gói tin này cho hàng đợi? Và chỉ yêu cầu bên phát phát lại đúng cái gói bị lỗi mà thôi, đúng không ạ? Phát lại đúng gói bị lỗi. Tuy nhiên ta có thể làm được như vậy nhưng mà khi đó chúng ta lại cần phải có các cái giao thức phức tạp hơn, đúng không ạ? Cần phải có các cơ chế xử lý phức tạp hơn.
và hai bên lại phải có hàng đợi, đúng không nhỉ? Hai bên là phải duy trì hàng đợi, mà cũng đấy cũng chính là cái cơ chế hoạt động của phương pháp phát lại có chọn lọc, phát lại có chọn lọc, hay còn gọi là selective repeat. Selective repeat. Khi có gói tin bị lỗi, nếu bên thu sẽ tiếp tục thu các gói đúng, thu các gói được gửi đúng sau gói tin bị lỗi. Khi có cái tin bị lỗi thì bên thu sẽ vẫn tiếp tục thu các gói ở bị lỗi và lưu trong hồ đợi, lưu trong cái hàng đợi. Và bên phát sẽ chỉ phát lại cái gói bị hỏng, chỉ phát lại gói bị hỏng mà không cần phải phát lại tất cả những cái gói phía sau gói bị hỏng. Phương pháp này thì ứng với cái cửa sổ thu, cửa sổ bên thu lớn hơn 1 và đòi hỏi bộ nhớ lớn, để có đòi hỏi phía thu phải có cái bộ nhớ hàng đợi lớn để có thể lưu trữ các gói tin sau gói bị hỏng, để có thể lưu trữ được gói tin sau gói bị hỏng. Và trong cái phương pháp này thì thứ tự các gói tin nhận được cũng không đúng thứ tự, mà bên thu sẽ phải thực hiện cái cơ chế để sắp xếp lại đúng thứ tự gói tin trước khi chuyển lên lớp trên, bởi vì là có thể bị hỏng gói trong N gói, hỏng ở đâu đó ở trong N gói, tức là thứ tự gói tin sẽ bị đảo lộn, không đúng thứ tự. Ở đây ta nhìn lại cái ví dụ vừa rồi, gói thứ nhất phát ở nhà mình là nhận đúng phản hồi bằng ACK không, tức là xin mời phát gói tiếp theo, nhận được cái nó tiếp tục phát gói 1, nhận được gói 1 phản hồi ACK 1, phát gói 2, gói này bị lỗi mất, bên này tiếp tục phát gói 3, gói 2 phát mất, nhưng mà vì thời gian timeout của gói 2 nó đến tận đây mới hết, đúng không nhỉ, nên là nó vẫn tiếp tục phát gói thứ 3, nhận được gói thứ 3 lưu vào buffer, phát gói thứ 4 nhận thứ 3, nhưng vì là chưa có gói thứ 2 nên là ACK lúc này vẫn là gì, vẫn là ACK 1, tức là yêu cầu phát lại gói 1, đúng không nhỉ, nhận được gói 4 lưu hàng đợi, nhưng vì vẫn chưa có gói 2 yêu cầu phát lại gói 1, vẫn gửi ACK 1, yêu cầu phát lại gói 1. Phát tiếp gói 5, nhận được gói 5 nhưng vẫn chưa thấy 2 đâu, vẫn yêu cầu phát lại gói 1, đúng không nhỉ. Đến thời điểm này thì bị timeout, đến thời này thì cái gói 2 là chưa thấy thông tin phản hồi cho gói 2, do vậy bên gửi sẽ gửi lại gói 2, gửi lại gói 2. Sau khi gửi lại gói 2 thì sao? Sau khi gửi lại gói 2, nhận được gói 2 và nó đã có trong hàng đợi là gói 3, gói 4, gói 5, lúc này nó phát ACK 5 để thông báo là gì? Tôi đã nhận được gói số 5, yêu cầu gói phát gói số 6, đúng không nhỉ? Như vậy bên đấy là bên phát, còn bên đấy là bên thu, còn bên phát thì phát lại gói thứ 2, đồng thời tiếp tục, bởi vì nó đã phát đến gói số 5 rồi mà, bị timeout gói số 2 thì phát lại gói số 2, đúng không nhỉ? Nó tiếp tục phát gói số 6 và phát số 7. Đấy, tương tự như vậy cho đến hết. Thì đây chính là cái cách hoạt động của selective repeat. Và để làm được như vậy thì bên thu phải có buffer để lưu trữ tạm thời những gói tin mà đằng sau các gói tin bị lỗi. Và đồng thời bên thu cũng phải có một cơ chế để cho phép sắp xếp lại thứ tự gói tin. Bởi vì ta nhìn đây là thứ tự gói tin là gói 0, 1, 3, 4, 5 rồi đến 2, 6, 7. Như vậy nó phải sắp xếp lại gói tin trước khi nó có thể chuyển các cái gói tin này lên lớp mạng, cung cấp dịch vụ cho lớp mạng, cung cấp dịch vụ tin cậy cho lớp mạng, đúng không nhỉ? Tin cậy tức là gói tin phải đến đích đúng đủ đúng thứ tự. Ok, thì đấy là chúng ta khảo sát hai cái phương pháp kiểm soát luồng ở trong lớp liên kết dữ liệu. Một phương pháp đơn giản nhất là dùng cơ chế stop and wait, tức là mỗi gói tin gửi đi lại phải dừng, stop để chờ bản tin phản hồi ACK, chờ phản hồi ACK, và khi nhận được ACK thì nó mới tiếp tục gửi cái gói tiếp theo. Cơ chế stop and wait đơn giản nhưng mà hiệu suất thấp. Và cái cơ chế thứ hai là cơ chế sliding window, cơ chế cửa sổ trượt. Và về mặt lý thuyết, cơ chế cửa sổ trượt có thể đạt đến hiệu suất 100%. Nếu như giao thức được thiết kế sao cho
cái lượng gói tin gửi đi, lượng gói tin gửi đi đúng bằng gì, đúng bằng cái thời gian round trip time, đúng bằng cái round trip time, giống như cái bài toán, giống như cái ví dụ minh họa về kênh truyền vệ tinh vừa rồi ấy, đúng không nhỉ? Gửi một gói đi mất 20 ms giây và thời gian về là mất 520 ms giây. Như vậy là bên phát có thể phát liên tục 26 gói, nếu như giả thiết là không có lỗi, 26 gói. 26 gói thì lấp đầy đúng vào cái thời gian round trip time để gói ACK đầu tiên có thể được chờ, có thể nhận được. Thì khi đó hiệu suất đạt 100%. Tuy nhiên đối với cơ chế cửa hồ trượt thì nó sẽ có gặp cái bài toán cần phải xử lý, đó là có thể có một hoặc một số gói bị lỗi trong N gói được gửi liên tiếp. Và tùy vào cái cách thức xử lý gói bị lỗi trong N gói liên tiếp đó thì chúng ta có hai cái cơ chế tiếp theo, đó là cơ chế go back n, tức là quay lại gửi lại từ gói bị lỗi, gửi lại từ gói bị lỗi. Và cái cơ chế hiệu quả hơn đó là cơ chế selective repeat, tức là chỉ gửi lại cái gói bị lỗi, nhận tất cả các gói đằng sau gói bị lỗi và gửi lại gói bị lỗi mà thôi. Tuy nhiên thì cơ chế selective repeat sẽ yêu cầu giao thức sẽ phức tạp hơn. Phức tạp hơn ở chỗ là gì? Bên thu sẽ phải có tạo một cái bộ đợi, bộ nhớ đệm để lưu trữ các gói bị sau gói bị lỗi, và đồng thời để giao thức này hoạt động được thì các gói tin cũng phải được đánh thứ tự, đánh số tuần tự, và căn cứ vào số tuần tự thì bên thu có thể sắp xếp lại thứ tự các gói tin một cách đúng như thứ tự của bên phát để có thể gửi một cách tin cậy cái dữ liệu nó nhận được cho lớp trên, cho lớp mạng. Như vậy đến thời điểm này ta đã khảo sát xong phân lớp LLC nhá. Ta đã khảo sát xong phân lớp LLC, lớp điều khiển liên kết trong lớp liên kết dữ liệu LLC, bao gồm có chức năng phân khung, chức năng điều khiển luồng, chức năng kiểm soát lỗi. Đó. Điều khiển luồng, kiểm soát lỗi. Đó là những cái chức năng được thêm vào trong lớp liên kết dữ liệu để đảm bảo cho lớp liên kết dữ liệu cung cấp các dịch vụ truyền tin cậy cho lớp mạng, cung cấp dịch vụ truyền tin cậy cho lớp mạng. Như vậy chúng ta lưu ý nhá, trong cái định nghĩa, trong cái chức năng nhiệm vụ của lớp liên kết dữ liệu là có từ reliable, và để đảm bảo cái reliable đấy thì rất nhiều các cái cơ chế được đưa vào. Và ở đây ta khảo sát ba cái cơ chế phổ biến, đó là cơ chế ACK, cơ chế timeout và sequence number. Đây là ba cái tham số được đưa vào. Và đi kèm với ba tham số đấy thì có các cái giao thức để xử lý gói tin bị lỗi, go back n hay là selective repeat hay là stop and wait. Chúng ta nhớ được những cái keyword đấy đối với lớp LLC. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái phân lớp thứ hai ở trong lớp liên kết dữ liệu, phân lớp MAC. MAC chính là cái cơ chế để cho phép các cái trạm truy nhập vào môi trường dùng chung, truy nhập môi trường. Thế trước để mà lớp MAC hoạt động được, hay là trước khi đi phân tích và các giao thức hoạt động lớp MAC thì ta cần phải phân tích cái phần frame header, và để cái khảo sát để dễ dàng khảo sát phân lớp MAC thì ta dùng một cái đối tượng cụ thể để chúng ta khảo sát. Ở đây ta dùng mạng 802.3, hay nói cách khác là gì, ta sẽ khảo sát hoạt động của giao thức MAC thông qua cái mạng IPA 802.3, hay chính là mạng Ethernet nhỉ? chính là mạng LAN. Ta sẽ khảo sát các giao thức MAC thông qua cái mạng này. Và trên slide của các em là cái
cấu trúc khung của chuẩn IBA 802.3, cấu trúc khung của chuẩn IBA 802.3. Ta thấy gì ở trong cái cấu trúc khung này? Trường đầu tiên preamble, trường này chỉ ra cái sự bắt đầu của một khung, chỉ ra sự bắt đầu của một khung truyền. Cái trường này gồm có kích thước là 73 nha, kích thước 73, nhưng nó là một chuỗi các bit 0101 0101 đan xen liên tiếp 73 0101. Vì sao chúng ta lại phải cần có cái trường 73 mà chỉ chứa các bit 0101? Có nghĩa là nó không mang dữ liệu, đúng không nhỉ? Vì sao chúng ta cần cái trường preamble? Cái nhiệm vụ của cái trường này là để thông báo cho trạm nhận là có một khung đang tới, thông báo cho trạm nhận một khung đang tới, tức là nó phục vụ để gì? Nó chính là cái phương tiện để đồng bộ, đây chính là cái phương tiện để đồng bộ hóa giữa các khung ở bên nhận với bên gửi. Họ thông báo cho bên nhận biết là có một frame đang tới. Như vậy cái trường này nó có đóng vai trò là đồng bộ để thông báo cho bên nhận biết là có một cái khung đang tới, để bên nhận chuẩn bị tài nguyên để tiếp nhận những cái khung đang tới. Hoặc tiếp theo là trường SFD có kích thước 1 byte. Các bạn nghỉ giờ nào 5 phút nhé, thầy chuyển phòng nhé. Nghỉ giờ nào 5 phút thầy chuyển phòng, được không? Có ai đang nghe không nhỉ? Dạ có, ạ có. À, dạy online rất chán, thầy không biết là các bạn có đang nghe không, thầy nói cứ nói với mình. Các bạn nghỉ 5 phút đi, thầy chuyển phòng.
Hi, em come back. Mời các bạn quay lại, ta tiếp tục nha. Alo. Vâng ạ, thì tiếp tục đi. Không biết bao giờ thì offline nhỉ? Ok. Trường Freeable, đây là cái trường dùng để chỉ ra cái sự bắt đầu của không. Nó là một chuỗi các cái số 01, 01 đang xen nhau để báo hiệu cho cái trạm nhận rằng là có một cung đang tới. Và cái trường này cũng được dùng để cung cấp cái phương tiện để đồng bộ hóa khung, đồng bộ hóa. Tiếp theo chúng ta có trường Start Frame Delimiter, Start Frame Delimiter, SFD. SFD nó là một chuỗi gồm 8 bit, đây là một chuỗi 8 bit, 13. Có giá trị là 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 11. Tức là 2 bit cuối cùng là 2 bit 1. Còn 6 bit trước đó là 10, 10, 10. Chiều này thì chỉ ra cái điểm bắt đầu của một khung. Chỉ ra điểm bắt đầu của một khung. Trường đầu tiên là chỉ ra cái khung là nó đang đến đúng không nhỉ? Còn trường FD là chỉ ra điểm bắt đầu của một khung. Và tiếp theo cái trường FD là hai cái trường địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Mỗi một trường là 63. Đây chính là địa chỉ MAC đúng không nhỉ? Chứa địa chỉ vật lý hay là địa chỉ MAC của trạm đích. Địa chỉ đích chứa địa chỉ vật lý hay là địa chỉ MAC của trạm đích. Và trạm đích đây trong các bạn lưu ý nhé, trạm đích ở trong cái lớp này cái dữ liệu chính là trạm của chính là mạng của cái đấy, à chính là cái địa chỉ của cái trạm tiếp theo đúng không nhỉ? Chính là địa chỉ của trạm tiếp theo chứ không phải là địa chỉ của cái trạm cuối cùng là trạm nguồn nhá, à trạm nhận cuối cùng đúng không nhỉ? Bởi vì lớp liên kết dữ liệu hoạt động trên từng trạm. Còn địa chỉ nguồn là gì? Trục address địa chỉ nguồn bao gồm 63 chứa địa chỉ vật lý của thiết bị cuối cùng chuyển tiếp qua tin. Chứa địa chỉ của thiết bị cuối cùng chuyển tiếp qua tin. Thiết bị đó có thể là trạm đang gửi hoặc là router mới nhất mới xảy ra nhất để nhận cái và chuyển tiếp qua tin. Tức là địa chỉ nguồn và địa chỉ đích ở trong lớp liên kết dữ liệu nó là địa chỉ của cái nút gửi và nút nhận ở trên mỗi trạm, trên mỗi trạm chứ không phải là địa chỉ nguồn và địa đích của các thiết bị đầu cuối nha, của các thiết bị đầu cuối. Tiếp theo là trường len 23, len 23 chỉ ra số byte trong phần phay nốt, chỉ ra số byte trong phần data. Chỉ ra số byte ở trong phần PDU, tức là trong phần protocol data unit đang đến, tức là cho cái trạm nhận biết là có bao nhiêu byte dữ liệu đang đến. Nếu như cái trường độ dài của phay nốt là cố định thì trường này cũng được dùng để chỉ ra loại giao thức được dùng, loại giao thức được dùng. Tức là trong trường hợp mà phần data có kích thước cố định thì ta không cần phải chỉ ra cái chiều dài của nó mà cái trường len này được dùng cho cái việc khác. Đó. Còn là trong trường hợp mà kích thước của phần data thay đổi thì trường len chỉ ra có bao nhiêu bài dữ liệu ở trong phần data. Và tiếp theo là phần trường data field, trường này là trường tuần tự N3. Trường này có tuần tự N3 với chiều dài tối thiểu, với các chiều dài tối thiểu và chiều dài lớn nhất tối đa. Chiều dài tối thiểu là 46 bit, xin lỗi 46 byte.
chiều dài tối thiểu là 46 bài. Vì sao là 46? Nha, vì sao là 46? Ta đặt một câu hỏi ở đây nha. Và chiều dài tối đa là 1530. Tối đa là 1530. Và tối đa chiều dài tối đa 1530 cũng chính bằng cái kích thước MTU của mạng internet. Tức là Max Transmission Unit ở trong mạng internet là 1530. Còn ở đây ta đặt một câu hỏi là vì sao lại là 46 nhé, để chúng ta sẽ có câu trả lời ở nó ở phía sau. Vì sao lại là tối thiểu phải là 46? Tiếp theo, chúng ta có trường checksum, trường frame checksum sequence, bao gồm có 4 bài, dùng cơ chế CRC, 4 bài, 32 bit, chứa mã kiểm tra lỗi và phát hiện lỗi, phát hiện sai trên tất cả các cái trường, ngoại trừ cái trường Framble SFD. Tức là cái trường này thì checksum cho cả phần bắt đầu từ cái phần địa chỉ đúng không nhỉ, cho đến phần data, checksum cho cả phần hai chỉ điểm nguồn thì đích length và phần data. Đây là cái cấu trúc của bản tin, hay là cấu trúc của frame internet, cấu trúc của frame internet. Ở đây ta nhìn lại cái cấu trúc của bản tin, cấu trúc của phần lớp mà quản lý các dữ liệu trong mạng 802, IPA 802. Ở đây ta thấy lớp liên kết dữ liệu được chia thành hai cái phần lớp. Phần lớp đầu tiên, phần lớp trên của lớp liên kết dữ liệu được gọi là lớp Logical Link Control, hay là LLC, chính là cái phần lớp mà chúng ta vừa khảo sát qua. Còn ở lớp dưới là lớp MAC. Lớp MAC thì chúng ta sẽ khảo sát các cái giao thức đa chủ nhập ở trong chuẩn IPA 802, và cụ thể là 802.3, đó là các cái giao thức đa chủ nhập cảm nhận sóng mang, 802.4 giao thức token bus, 802.5 giao thức token ring, và chúng ta sẽ khảo sát cả giao thức 802.11 wireless, hay là chính là mạng wireless LAN. Phần đằng sau của cái file PPT này rất là dài, nhưng từ cái điểm này chúng ta sẽ chuyển sang một cái file khác mà thầy đã edit lại, thầy chuyển cho tiếng Việt và thầy có in lại một chút. Nội dung thì vẫn tương tự nhưng mà thầy dùng cái một cái file khác được edit theo cái nội dung mà nó phù hợp hơn với cái bài học của chúng ta. Cái file này thì được sử dụng trên cái file của thầy, file mà thầy Nguyễn Hữu Thanh soạn, biên soạn. Các bạn nhìn thấy slide mới chưa? Chúng ta chuyển sang chương 2, tìm hiểu về mạng cục bộ, mạng LAN, đúng không? Tức là như thầy vừa mới giới thiệu là gì? Chúng ta sẽ khảo sát cái phân lớp MAC trong lớp liên kết dữ liệu thông qua việc là chúng ta tìm hiểu cái đối tượng là mạng cục bộ, mạng LAN, đúng không? Hay là ta, hay nói khác là ta sẽ khảo sát các cái giao thức truy cập môi trường vào trong mạng mà 802.3 trong chuẩn 802, và cụ thể là 802.3.4.5 và .11 bạn gọi là LAN. Thì trong nội dung của chương này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đánh giá các cái giao thức đa chủ nhập. Từ giao thức đa chủ nhập đơn giản, nó là cái cơ chế hỏi vòng, rồi đến cơ chế đa chủ nhập theo kiểu dành sẵn kênh truyền, và các cái giao thức, đây là cái giao thức truy nhập theo kiểu là tập trung nhỉ, và chúng ta sẽ khảo sát các cái giao thức đa nhập theo kiểu phân tán và giao thức đa nhập theo kiểu ngẫu nhiên, giao thức đa nhập ngẫu nhiên. Thế thì lớp MAC hay là phân lớp MAC là một trong những cái phân lớp quan trọng trong mô hình TCP/IP. Nhiệm vụ của nó là để quy định cái việc đánh địa chỉ MAC cho các thiết bị mạng, đánh địa chỉ quản lý cho thiết bị mạng. Và nhiệm vụ quan trọng nhất đó là để đưa ra cái cơ chế để chia sẻ kênh,
đưa ra cái cơ chế để chia sẻ cái kênh trường quản lý, đưa ra cái cơ chế để chia sẻ kênh trường quản lý, đồng thời cái nhiệm vụ nữa là để phòng tạo kênh truyền, phòng tạo kênh truyền song công hay là kênh truyền đa điểm. Thế thì ta sẽ khảo sát cái nhiệm vụ của lớp Mark thông qua việc đánh giá hiệu suất của các giao thức, của các giao thức cơ bản được dùng ở trên internet. Thế hiệu suất ở đây được hiểu là gì? Hiệu suất ở đây được hiểu là cái việc chia sẻ tài nguyên ở trên kênh truyền. Hiệu suất đây chính là cái việc chia sẻ và sử dụng trên cái tài nguyên ở kênh truyền. Tức là với một cái kênh truyền dùng chung, với một cái kênh truyền dùng chung có dung lượng C, thì ta cố gắng để ta đạt được cái tham số T sao cho tiến tới C. T chính là cái hiệu suất của kênh, sao đó đạt đến cái C. Tức là T đạt đến, càng tiến gần đến C càng tốt, đúng không nhỉ? Tức là chúng ta cần phải thiết kế các cái giao thức sao cho nó có thể đạt được hiệu suất chia sẻ kênh truyền là cao nhất. Và đồng thời lớp Mark cũng phải giải quyết một bài toán thứ hai, đó là bài toán tính công bằng. Tính công bằng ở đây không phải là gì, ta chia cái kênh truyền đấy một cách đồng đều cho mỗi một liên kết, cho mỗi liên kết. Tính công bằng ở đây là thể hiện là gì? Ta phải đảm bảo sao cho cái tương ứng với mỗi loại dịch vụ thì có một cái QoS khác nhau. Thế thì tùy vào cái mức độ QoS yêu cầu của mỗi dịch vụ thì chúng ta lớp Mark phải được phải chia sẻ cái kênh cái môi trường dùng chung này cho các cái dịch vụ đấy, cho các liên kết đấy một cách phù hợp. Nha. Như vậy lớp Mark, tóm lại lớp Mark dùng để thực hiện hai cái bài toán cần phải để đánh giá cái hiệu suất. Đó. Hay là lớp Mark phải giải quyết hai vấn đề. Một là đảm bảo hiệu suất sao cho hiệu suất cao nhất. Và hai là đảm bảo tính công bằng. Hiệu suất cao nhất tức là với một cái kênh truyền dùng chung giới hạn, có dung lượng giới hạn thì ta sao cho là có nhiều thiết bị có thể chia sẻ và các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với một cái tốc độ cao nhất, dung lượng lớn nhất. Và thứ hai là thể hiện tính công bằng. Tính công bằng ở đây thể hiện thông qua cái QoS từng một loại, mỗi loại dịch vụ khác nhau thì có QoS khác nhau, và căn cứ vào cái mức độ QoS của mỗi dịch vụ thì nó mắc phải giải quyết bài toán chia sẻ môi trường phù hợp. Thế ta có thể chia các cái phương thức chia sẻ kênh truyền thành hai cái dạng, đó là cơ chế ghép kênh và cơ chế đa truyền nhập. Ghép kênh và đa truyền nhập nha. Có hai cái cơ chế là ghép kênh và đa truyền nhập. Ghép kênh là gì? Ghép kênh thì có nhiều phương thức ghép kênh khác nhau. Có thể ghép kênh phân chia theo tần số, ghép kênh phân chia theo thời gian, hoặc là ghép kênh phân chia theo từ mã. Và đây chính là các cái cơ chế đa truyền nhập mà dùng trong các hệ thống thông tin di động nha. Dùng trong hệ thống thông tin di động. Không biết các bạn đã học môn thông tin di động chưa? Hay chắc là đang học song song kỳ này đúng không nhỉ? Thầy cũng dạy cả môn thông tin di động này nữa. Và cũng có thể nói là các cái kỹ thuật ghép kênh ở trong trong hệ thống mạng máy tính hay là sự ra đời, hay là cái tự tiến bộ ở trong các kỹ thuật ghép kênh dẫn đến cái sự ra đời và sự phát triển của hệ thống thông tin di động. Các hệ thống thông tin di động đầu tiên thì thường là dùng các cái cơ chế ghép kênh phân chia theo tần số. Tiếp theo thì cải tiến hơn ghép kênh phân chia theo thời gian. Tiếp theo là cải tiến hơn chúng ta dùng các cái cơ chế ghép kênh phân chia theo từ mã và ghép kênh phân chia theo từ mã trực giao. Đó chính là cái hệ thống NTE, đúng không nhỉ? Cái cơ chế ghép kênh này nó có cái ưu điểm nhưng nó cũng có nhược điểm. Ưu điểm là gì? Trong cơ chế ghép kênh phân chia, ví dụ như kênh chia theo tần số đi, tần số thì toàn bộ băng tần của hệ thống sẽ được chia thành các băng con. Đó. Ví dụ đây là một cái băng tần của hệ thống sẽ được chia thành các cái băng nhỏ. Và mỗi băng nhỏ này thì được gắn cho một liên kết, đúng không? Mỗi băng nhỏ này được dùng trao đổi dữ liệu cho một cặp máy chạm ở trên mạng. Do vậy mà ưu điểm của nó là không xảy ra tranh chấp tài nguyên, không xảy ra tranh chấp tài nguyên, tức là không có va chạm, tức là không có va chạm. Có nghĩa là dữ liệu của trạm nào thì được gửi trên kênh, được gắn trước cho trạm đó, đúng không nhỉ? Dữ liệu của trạm nào thì được chia sẻ hay là được khai thác hay được trao đổi trên đúng cái kênh mà nó được gắn mà thôi. Đây là phân chia tần số. Tương tự phân chia thời gian cũng vậy, đúng không nhỉ? Đối với phân chia thời gian thì sao? Các trạm sẽ dùng toàn bộ cái băng tần số của hệ thống, nhưng nó chỉ được trao đổi dữ liệu, nó chỉ được truyền dữ liệu trong đúng cái khe thời gian được gắn cho nó mà thôi. Wow. Ưu điểm của nó là không xảy ra tranh chấp tài nguyên. Tuy nhiên có cái nhược điểm là một là phải thiết lập kênh trước khi gửi dữ liệu. Wow. Phải thiết lập kênh trước khi gửi dữ liệu. Tức là hệ thống sẽ phải gán một cái kênh phù hợp, một cái kênh còn rỗng, còn trống cho trong hệ thống, cho cái cặp liên kết đấy. Wow. Như vậy phải thiết lập cái kênh trước. Và như vậy thì nó không thích hợp cho việc truyền số liệu.
Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Tuy nhiên cái nhược điểm mà cái nhược điểm chính của cái cơ chế này ấy, đó là nó làm cho cái hiệu suất sử dụng kênh truyền thấp, hiệu suất sử dụng kênh thấp. Mỗi một cặp liên kết chỉ được dùng một phần, chỉ một phần tài nguyên của hệ thống. Đó. Thế kể cả trong trường hợp mà hệ thống có ở một cái thời điểm nào hệ thống ít có ít trạm trên trục hoặc là có cái lượng thấp chẳng hạn, thì có nghĩa là tài nguyên vẫn còn thừa, nhưng mà các cái cặp đang được trao đổi dữ liệu thì lại không được khai thác những cả cái toàn bộ cái phần tài nguyên đấy, mà nó chỉ được khai thác sử dụng đúng cái tài nguyên mà nó được gán ban đầu mà thôi. Đấy là cái ưu điểm và cái nhược điểm của cái cơ chế ghép kênh. À, tuy nhiên thì cơ chế ghép kênh cũng rất phù hợp với các cái dịch vụ theo kiểu là hướng liên kết, tức là các cái phù hợp với các cái dịch vụ thoại, đúng không nhỉ? Rất phù hợp với các dịch vụ thoại. Chính vì vậy mà các cái cơ chế này thường được dùng cho các hệ thống thông tin di động, các hệ thống thoại thông tin di động phù hợp với phương thức theo kiểu là connection oriented, phương thức liên kết. Hướng liên kết ở đây có nghĩa là quá trình trao đổi thông tin được chia thành ba cái giai đoạn, và cần phải có cái pha ban đầu là thiết lập kết nối, sau khi kết nối được thiết lập xong thì đến cái pha trao đổi dữ liệu, và kết thúc pha trao đổi dữ liệu thì hai bên sẽ phải làm thủ tục tiếp theo, thủ tục cuối cùng đó là hủy bỏ kết nối để giải phóng tài nguyên, để cho các cái trạm khác có thể truy nhập vào kênh. Và ví dụ của cái cơ chế này chính là các cái hoạt động của IDM, WiMAX và các cái hệ thống thông tin di động là hoạt động theo cơ chế này. Cái phần này thầy bỏ qua nhé, ta học ở trong các hệ thống các cái giáo trình khác rồi, trong hệ thống thông tin di động và trong các trình khác rồi. Cơ chế chia ghép kênh phân chia thời gian, cơ chế ghép kênh phân chia theo mã à, theo tần số, và cơ chế ghép kênh phân chia theo mã, rồi cơ chế ghép kênh phân chia theo từ từ mã trực ra. Những cái thứ này ta học ở chỗ khác rồi. Ta khảo sát cái phương thức truy nhập thứ hai, đó thay thay vì là truy nhập theo kiểu ghép kênh, tức là dành sẵn cái kênh truyền cho mỗi một liên kết, thì ta còn có phương thức truy nhập thứ hai mà cho cái hiệu suất cao hơn, đó là cơ chế đa truy nhập, tức là cùng một thời điểm cho phép nhiều cùng một môi trường dùng chung thì cho phép nhiều cái thiết bị có thể truy nhập vào môi trường đó. Hay nói khác là cái môi trường để trao đổi thông tin là được dùng chung, được chia sẻ chung cho giữa các cái cặp thiết bị trao đổi cần trao đổi. Nhiều người dùng dùng chung một bằng tần, nhiều người dùng dùng chung một cái khoảng thời gian, nhiều người dùng dùng chung một cái kênh truyền. Với ưu điểm của cái cơ chế này là không cần phải thiết lập trước kênh, trước khi gửi dữ liệu không phải thiết lập kênh, bởi vì dùng chung mà, không thiết lập kênh riêng. Tuy nhiên nó có một nhược điểm rất lớn, đó là xảy ra cái bài toán tranh chấp tài nguyên, tức là để mà cái cơ chế đa truy nhập này hoạt động có hiệu quả thì các cái giao thức đa truy nhập phải được thiết kế sao cho có thể giảm thiểu, hạn chế hoặc là giảm thiểu tối đa cái khả năng xảy ra va chạm, hạn chế hoặc là giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra tranh chấp đường truyền. Khái niệm về xung đột là cái kịch bản xảy ra khi mà có hai hoặc là nhiều trạm cùng truy nhập vào kênh truyền tại cùng một thời điểm, thì khi đó sẽ xảy ra xung đột. Mà xung đột thì nó sẽ gây ra hỏng hỏng dữ liệu, gây ra hỏng dữ liệu, tức là làm cho gói tin sẽ bị hỏng, bị sai mà bên thu không thể khôi phục lại dữ liệu. Tức là khi mà xảy ra xung đột thì tất cả những gói tin mà gây ra xung đột nằm trong quá trình xung đột sẽ bị hủy bỏ. Do vậy để mà tăng được cái hiệu suất của phương thức đa truy nhập thì rõ ràng ta phải giải quyết được tốt nhất cái bài toán xung đột, bài toán tránh va chạm, hoặc nếu không tránh được va chạm thì ta phải giải quyết bài toán là gì, giảm thiểu cái tác hại mà va chạm xảy ra. Thì ta có thể phân loại các cái phương pháp điều khiển truy nhập, ta có thể phân loại các cái phương pháp điều khiển truy nhập theo các cái hướng sau đây, theo các lớp sau đây. Phân loại theo cái hướng là liên kết hay là không liên kết, liên kết hoặc không liên kết. Với các cái giao thức đa truy nhập theo kiểu là phi liên kết, theo kiểu hướng liên kết trước nha, hướng liên kết trước.
thì có ta có phương thức đăng nhập của ATM hoặc là phương thức đăng nhập của Walmart. Còn đối với thì hai cái cơ chế này nó phù hợp với các cái hệ thống mạng mà phục vụ cho thoại là chính, phục vụ cho thoại là chính do thức hướng liên kết. Chính vì vậy mà hướng liên kết được dùng ở cho trong các hệ thống thông di động nhiều hơn. Còn đối với data thì thường ta sẽ dùng các cái cơ chế đăng nhập không liên kết, connectionless, nó phù hợp hơn với các mạng data. Và trong cái cơ chế connectionless thì ta có thể chia thành hai cái phương thức là truy nhập tập trung và truy nhập phân tán. Tập trung tức là gì? Ta cần phải có một thiết bị đóng vai trò là trung gian để điều khiển cái việc truy nhập môi trường của các cái trạm trong trong mạng. À, một cái ví dụ của cái phương thức truy nhập tập trung đó là cơ chế hỏi vòng, cơ chế polling. Polling tức là các cái trạm sẽ lần lượt truy nhập môi trường theo một cái thứ tự được điều khiển bởi một cái trạm tập trung. Và cái cơ chế thứ hai là cơ chế phân tán, không liên kết theo kiểu phân tán, tức là không cần có thiết bị đóng vai trò là thiết bị tập trung hoặc không cần có thiết bị đóng vai trò là tập trung. Và đối với cơ chế phân tán thì cũng được chia thành hai nhánh, hai loại, hai dạng, đó là cơ chế dành sẵn kênh với phương thức điều khiển truy nhập phân tán. Đó là minh họa cho nó hay là cái hai cái ví dụ điển hình cho cái cơ chế phân tán nhưng mà theo kiểu dành sẵn kênh, đó là token ring và token burst. Token ring và token burst tức là trên mạng, trên hệ thống mạng sẽ tạo ra một cái gọi là token, tức là hay gọi một cái gói tính năng điều khiển đặc biệt, đúng không nhỉ? Và trạm nào mà nhận được token thì sẽ được phép truyền dữ liệu, và token này nó cứ luôn chuyển theo vòng tuần vòng. Cái cơ chế thứ hai ở trong cái phương thức phân tán đó là truy nhập ngẫu nhiên. Thì đây là cái phương thức mà được dùng phổ biến nhất ở trong mạng internet, đặc biệt được dùng trong Ethernet và trong Wi-Fi, tức là dùng trong mạng LAN và mạng LAN vô tuyến, mạng wireless LAN. Đó là cơ chế đa truy nhập theo kiểu cảm nhận sóng mạng. Thế thì chúng ta sẽ lần lượt khảo sát hoạt động của các cái giao thức đa truy nhập này và chúng ta tập trung, như chúng ta focus vào cái cuối cùng, chúng ta focus vào cái phương thức đa truy nhập ngẫu nhiên. Đây chính là cái mà chúng ta sẽ hướng đến, cơ chế các cái phương thức đa truy nhập được dùng trong mạng Ethernet, dùng trong mạng 802.3 và trong mạng 802.11. Ta khảo sát cái phương thức điều khiển truy nhập tập trung trước, đó là kỹ thuật hỏi vòng, đó. Mạng hỏi vòng. Cái mạng này thì thực ra tại đến thời điểm bây giờ thì nó không được dùng rộng rãi trong thực tế nữa, đó. Không được dùng rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên thì đây là một cái cơ chế hoạt động rất là cơ bản, rất là classical, đó. Do vậy mà thường chúng ta vẫn trong các giáo trình thì người ta vẫn đưa vào các cái kỹ thuật này để chúng ta phân tích, đánh giá nó và dùng nó để chúng ta đánh giá hiệu năng của các cái mạng khác nha, tức là thông qua các mạng này để ta làm cơ sở để ta đánh giá hiệu năng của các mạng khác. Do vậy thầy vẫn giới thiệu ở đây. Thế cái nguyên lý của cái cơ chế này hoạt động như thế nào? Nguyên lý chung của cái cơ chế hỏi vòng đó là việc điều khiển truy nhập kênh thì thông qua một cái trạm trung tâm, đúng không nhỉ? Chính là tập trung mà, đúng không nhỉ? Cơ chế tập trung có một cái vai trò, đóng vai trò là center, trong vai trò là trạm tập trung sẽ điều khiển việc truy nhập kênh cho các cái trạm mà thành phần của nó. Cái trạm trung tâm này sẽ lần lượt gửi các lệnh được gọi là lệnh poll command cho từng trạm con, và trạm nào nhận được cái lệnh này thì nó sẽ tiến hành truyền dữ liệu, và việc trao đổi dữ liệu sẽ phải thực hiện thông qua cái trạm tập trung. Tức là gì? Các cái trạm sẽ không trao đổi trực tiếp với nhau mà phải trao đổi qua cái trạm trung gian này, tức là trạm A ở đây muốn trao đổi dữ liệu với trạm B ở đây, thì A với B không trao đổi trực tiếp với nhau mà A gửi cái gói tin của nó cho C, sau đó thì C gửi gói tin của A cho B. Như vậy là phải thông qua cái trạm trung gian. Để hiểu rõ hơn thì ta làm cái ví dụ animation như này, các bạn theo dõi ở đây. Đây là trạm master, trạm master hay là chính là cái trạm tập trung sẽ gửi một cái lệnh polling. Mày sẽ gửi một cái lệnh poll cho các cái máy trạm, và máy trạm nào nhận được cái lệnh thì nó sẽ tiến hành là gì? Gửi dữ liệu cho master. Sau đó thì master tiếp tục gửi cái lệnh polling cho các cái trạm khác,
và trạm nào nhận được thì sẽ tiếp tục gửi cái dữ liệu cho master, và cuối cùng thì master căn cứ vào cái phần căn cứ vào phần tiêu đề của gọi tin thì nó sẽ thực hiện việc chuyển cái bản tin đấy cho các cái trạm slave theo 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 đúng cái địa chỉ mà được chỉ ra trong gói tin. Thế thì ta có thể đánh giá cái cơ chế này, đánh giá cái hiệu suất của cái cơ chế này. Thì cơ chế này nó phải mất một khoảng thời gian là gì, hay là mất một cái gọi là overhead là gì, cần phải có gửi thời gian gửi cái lệnh polling, gửi cái lệnh polling. Như vậy nó sẽ làm tăng cái trễ, làm cái tăng trễ ở trong hệ thống. Và các cái trạm, vì các trạm cũng không trao đổi trực tiếp với nhau được, mà lại phải trao đổi với thông tin qua một cái trạm thứ ba, qua một trạm trung gian, trạm master. Như vậy nếu như trạm master là bị lỗi thì có nghĩa là tất cả các trạm slave sẽ không trao đổi dữ liệu với nhau. Đây chính là một cái ưu điểm, hay là ta gọi nó là một cái điểm yếu mà có thể gây ra đổ vỡ cho toàn hệ thống, đúng không nhỉ? Single point of failure, one point of failure. Phương pháp điều khiển phân tán, phương pháp điều khiển phân tán, thay vì cần có một cái trạm tập trung đóng vai trò là điều phối, đóng vai trò điều phối hoạt động của các cái trạm trong mạng, thì phương pháp điều khiển phân tán không cần trạm tập trung, không có trạm tập trung, không có trạm điều phối chỉ việc kênh, và các trạm ở trên mạng thì cùng tham gia vào quá trình điều khiển chuyên nhập, tức là các trạm sẽ phối hợp với nhau để cùng tham gia vào quá trình điều khiển chuyên nhập. Các bạn lưu ý cái nhận định này nha, lưu ý cái nhận định này để chút nữa chúng ta phân biệt nó với các cái cơ chế điều khiển chuyên nhập theo kiểu đa chuyên nhập nha, điều khiển theo kiểu đa chuyên nhập. Trong cái phương thức điều khiển chuyên nhập phân tán thì các trạm trên cùng mạng đều tham gia vào quá trình điều khiển chuyên nhập. Điển hình của cái phương pháp điều khiển là chuyên nhập phân tán chính là mạng token burst và token ring. Ở đây chúng ta khảo sát cái token ring trước này. Đây là một cái giao thức mà được phát triển bởi IBM từ năm 1985, rất là lâu rồi đúng không nhỉ? Và token ring về sau thì được chuẩn hóa trong cái chuẩn IBM 802.5 nhỉ, 802.5. Token burst là 802.4 nhỉ, token ring 802.5. Cái cơ chế hoạt động là như thế này. Cơ chế hoạt động là như thế này. Các cái máy chạm sẽ được kết nối với nhau, các máy chạm sẽ được kết nối với nhau bằng một cặp dây dẫn tạo thành một cái vòng, và dữ liệu sẽ lưu chuyển trên cái vòng này, dữ liệu sẽ lưu chuyển trên cái vòng, và các hệ thống trong hệ thống token ring thì sẽ được tạo ra một cái gói tin, được gọi là token, và token này nó có luân chuyển trên vòng, luân chuyển từ trên cái vòng này, ví dụ như là token luân chuyển đến trạm này nhưng trạm này không có dữ liệu để gửi thì nó tiếp tục forward cái token đấy cho cái trạm tiếp theo, forward token cho trạm tiếp theo. Giả sử trạm này có nhu cầu chuyển dữ liệu thì nó sẽ lấy cái token đó, đúng không? Nó nhận cái token và nó thay đổi các cái bit điều khiển ở trên token và gán cái token đấy vào đầu của cái gói tin mà nó cần chuyển đi, gán token vào đầu gói tin chuyển đi để gửi cái gói tin, đúng không? Sau khi gửi xong thì nó giải phóng cái token, đúng không nhỉ? Sau khi chuyển xong thì nó giải phóng cái token, nó chuyển cái token cho cái trạm tiếp theo để tiếp tục các cái trạm khác có quyền truy cập vào kênh, có quyền chuyển số liệu. Thế tuy nhiên ta thấy là cái cơ chế truyền theo kiểu là token này thì nó cũng có một cái ưu điểm nhưng cũng có cái nhược điểm. Ưu điểm đây là không xảy ra va chạm vì các trạm sẽ lần lượt truyền khi đến lượt của mình, lần lượt truyền khi đến lượt của mình. Tuy nhiên thì rõ ràng cái cơ chế đó nó mang lại là nó dẫn đến là cái hậu quả là làm tăng trễ ở trong 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 làm tăng cái trễ ở trong trong hệ thống, đặc biệt là khi số lượng các trạm trong vòng càng tăng, khi mà các số lượng trạm trong vòng càng tăng thì các trạm cần càng phải chờ lâu hơn để đến lượt được chuyển, các trạm cần phải chờ và cái thời gian chờ sẽ tăng khi mà số lượng hay là số lượng nút mạng ở trong lên trong nhá, đó. Mà cũng giống như cái cơ chế tập trung, mặc dù cái cơ chế này không có là một cái trạm đóng vai trò là điều phối tập trung điều phối đó. Tuy nhiên vì các trạm phải phối hợp với nhau, các trạm phải phối hợp với nhau tạo thành vòng khép kín thì mới có thể trao đổi dữ liệu được. Giả sử như mà có một cái liên kết nào nó bị đứt ở trên vòng thì
thì nó sẽ tạo làm cho cái vòng đấy, làm cho cái việc mà trao đổi dữ liệu là không thể đảm bảo cho trên toàn hệ thống đó. Hay nó vẫn gặp cái lỗi là gì? Single point of failure đúng không ạ? Cái phương thức Turing này để cải tiến cái hoạt động của cái phương thức Turing thì người ta còn dùng có thể dùng cái cơ chế được gọi là đa thẻ bài nhá. Vừa rồi là cái cơ chế đơn thẻ bài đúng không nhỉ? Đơn thẻ bài. Nó có nhược điểm là nếu như mà một trạng học thì toàn bộ các cái trạng không hoạt động được. Và nó làm tăng trễ, đúng không? Và rõ ràng tỷ lệ trễ ở trên mạng thì tỷ lệ thuận với cái số trạng ở trong mạng. Và để cải tiến cái nhược điểm này thì người ta có thể dùng cái cơ chế gọi là đa thẻ bài. Tức là cùng lúc có thể là tạo ra nhiều các cái thẻ bài luân chuyển trong vòng một cách luân phiên. Ta hình dung là thay vì ta hình dung cho bài toán giao thông nhá. Bài toán giao thông. Đèn xanh đèn đỏ, đèn xanh đèn đỏ. Tức là tại một thời điểm chỉ có giao thông chỉ đi theo một chiều nhá, giao thông chỉ đi theo một chiều. Khi đèn xanh đèn đỏ rất phù hợp với cái ngã tư nhá, ngã tư. Tức là lưu thông ở trên hai chiều. Lưu thông ở trên hai chiều. Đèn xanh đèn đỏ ta ngắt ngã tư. Nhưng nếu các bạn hình dung là ta có một ngã 6, ngã 7, ngã 8, ngã 6, ngã 7, ngã 8 mà nếu chúng ta lắp đèn xanh đèn đỏ thì sao? Tại một thời điểm chỉ có lưu thông ở trên một chiều thì tất cả các cái chiều khác phải chờ. Chính vì vậy mà trong các cái trường hợp là ở các cái giao lộ mà có nhiều điểm giao, ngã 5, ngã 6, ngã 7, ngã 8 thì ta không dùng đèn đỏ đèn xanh, không dùng đèn đỏ đèn xanh mà ta dùng gì? Ta dùng cái gọi là cái bùng binh đúng không nhỉ? Bùng binh. Một cái bùng binh ở giữa và cho phép cùng một thời điểm phương tiện có thể lưu thông ở trên nhiều hướng nhưng mà phải theo vòng, đó. Lưu thông trên nhiều hướng nhưng để không hỗn loạn, không xảy ra va chạm thì yêu cầu là phải lưu thông theo vòng. Lưu thông theo vòng. Các bạn đi qua bùng binh các bạn biết rồi đúng không nhỉ? Đó, thì chính là cái ví dụ minh họa về cái nguyên lý, về cái hoạt động của cái cơ chế Turing dùng đa thẻ bài, dùng đa thẻ bài. Ở đây ta có thể phân tích lại cái hoạt động cơ chế đơn thẻ bài nhé. Để chút nữa ta thấy xem là đa thẻ bài thì cái hiệu suất của nó sẽ đạt được tốt hơn như thế nào. Ở đây giả sử như trạm A cần gửi dữ liệu cho C. Trạm A cần gửi dữ liệu cho trạm C. Đó. Thì đầu tiên nó phải chờ đến lượt, đúng không nhỉ? Đầu tiên nó phải chờ cho đến khi nó nhận được token. Chờ cho đến khi nó nhận được cái token từ D chuyển đến. Đó. Ví dụ như là tại thời điểm T bằng 0 thì một thẻ bài sẽ được chuyển từ A đến D, từ D đến A, được chuyển từ D đến A. Và vì A đang có nhu cầu chuyển dữ liệu cho C, do vậy A sẽ giữ thẻ bài và bắt đầu phát gói dữ liệu của mình. Đó. Bắt đầu A sẽ giữ thẻ bài và phát dữ liệu. Tại thời điểm T1 thì B nhận được dữ liệu gửi từ A kèm theo thẻ bài. Đó. Tại điểm T1 thì B sẽ nhận được dữ liệu từ A gửi. Đó. Và B sẽ tiến hành phân tích cái địa chỉ MAC trong quá trình nhận được. Phân tích địa chỉ MAC trong quá trình nhận được. Và kiểm tra địa chỉ MAC đấy nó có trùng với địa chỉ MAC của mình không. Tất nhiên là không trùng vì đây là quá trình này được gửi cho C. Thế trong trường hợp B thấy không phải là quá trình của cho mình thì nó tiếp tục forward cái quá trình đấy cho cái trạm tiếp theo. Đó. Đến lượt mình, trạm C. Đến lượt mình, tại thời điểm C2, T2, trạm C sẽ tiếp nhận được quá trình gói dữ liệu từ A rồi. Và kiểm tra thấy đây là gói của cho mình, tức là so sánh địa chỉ MAC của nó với địa chỉ MAC ở trong gói tin chung, nó copy cái phần dữ liệu vào bộ điện của nó. Sau đó thì giải phóng cái trường FC, tức là giải phóng cái trường, giải phóng một cái trường frame control để giải phóng cái thẻ bài đấy cho các trạng tiếp theo. Copy dữ liệu rồi giải phóng thẻ bài rồi chuyển cái giải bài thẻ bài đấy cho các cái trạng tiếp theo. Tại thời điểm T bằng 3, T3 thì trạm A sẽ nhận được cái gói dữ liệu với FC bằng 1, tức là nó hiểu là gì? Nó hiểu là trạm C đã nhận được cái gói mà nó gửi. Như vậy nó thực hiện việc giải phóng và trả lại cái token trên trạm A. Như vậy là token từ trạm A sẽ được chuyển sang trạm B. Nếu như trạm B có nhu cầu chuyển dữ liệu thì nó sẽ nhận và nhận dữ liệu, còn nếu không thì nó lại forward cái token này đi. Như vậy rõ ràng là tại một thời điểm chỉ có một trạm được chuyển, đó,
tại một thời điểm chỉ có một trạm được truyền dữ liệu, và các cái trạm phải đều, mặc dù nó không 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 nhận không không được truyền dữ liệu nhưng nó vẫn phải nhận, đúng không nhỉ? Nó vẫn phải nhận, bởi vì là ta còn nhớ cái khoanh vùng này, không nhỉ? Ta còn nhớ cái... Đây, các trạm trên mạng cùng tham gia vào quá trình điều khiển truyền nhập nha. Các trạm trên mạng cùng tham gia vào quá trình điều khiển truyền nhập để chúng ta thấy cái sự khác biệt là đối với cái cơ chế đạt nhập theo kiểu ngẫu nhiên ấy, các trạm không còn quan tâm đến trạm khác, tức là không cần phải bắt tay với cái các trạm khác để điều khiển truyền nhập, mà các trạm sẽ tự đưa ra quyết định nha. Phần đấy chúng ta khảo sát kỹ đằng sau nhé, các bạn nhớ nhớ được cái điểm này. Như vậy là tại một thời điểm chỉ có một trạm được gửi và các trạm khác ở trong mạng phải bắt tay với các cái trạm gửi đó để gì, để phục vụ cho cái quá trình gửi dữ liệu của cái trạm. để tăng cái hiệu suất, để tăng cái hiệu suất thì ta có thể dùng đa thẻ bài. Đa thẻ bài tức là gì? Tức là ta sẽ tạo ra nhiều thẻ bài và cho các thẻ bài này luân chuyển theo vòng ở trên mạng. Và nếu chúng ta giả thiết nha, như chúng ta giả thiết là số lượng thẻ bài đúng bằng số 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 trạm ở trên mạng thì ta hình dung là sẽ liên tục có các cái gói tin được chuyển theo vòng. Nó giống như là các phương tiện di chuyển qua các cái bùng bình, qua các vòng xuyến của các nút giao thông. Về mặt lý thuyết, nếu như các cái phương tiện giao thông đều tuân thủ luật, đều đi đúng cái vòng theo chiều của mình, chiều lưu thông của mình, cũng như là trong hệ thống đa thẻ bài mà không có lỗi xảy ra, và cái số lượng thẻ bài đúng bằng số trạm thì ta có thể đạt hiệu suất 100%. Nó phải đạt hiệu suất 100% để khai thác được tối đa cái băng thông của hệ thống. Slide này trình bày cái cấu trúc của 0802.5, cấu trúc của 0802.5 token ring. Còn trước kết thúc của cái file trước á, chúng ta cũng đã khảo sát cấu trúc khung IP 802.3 là của token bus, của Ethernet, đúng không nhỉ? Còn đây là cấu trúc khung của 802.5, thì ta thấy cũng có phần giống nhau là gì? Có cái phần điểm bắt đầu của khung và điểm kết thúc của khung. Rồi cần phải có trường địa chỉ nguồn và trường địa chỉ đích. Đây là hai cái trường mà chứa địa chỉ MAC của trạm gửi và địa chỉ MAC của trạm nhận. Sau đó đến trường data và đến trường checksum, không nhỉ? Checksum này là checksum cho cả trường địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và phần data. Chuyển sang khảo sát các cái cơ chế truy nhập ngẫu nhiên. Các cái cơ chế truy nhập ngẫu nhiên, random access. Thế đặc điểm của cái cơ chế truy nhập ngẫu nhiên đấy là không có thiết bị đóng vai trò nào điều khiển nha, không có các thiết bị đóng vai trò điều khiển. Và không cần phải phối hợp giữa các trạm. Không cần phải phối hợp giữa các trạm. Cái điểm này rất là quan trọng này. Không cần phải phối hợp giữa các trạm. Với cái bài toán token ring vừa rồi ấy, vì các trạm phải phối hợp với nhau, nên là để hệ thống hoạt động được thì lại phải giải quyết cái bài toán là gì? Có một trạm mới thêm vào, khi mà có một trạm mới thêm vào thì sao? Hoặc là khi mà có một trạm cũ out ra khỏi mạng thì sao? Thì khi đó nếu như không có các cái cơ chế để giải quyết thì nó sẽ bị đứt vòng, hoặc là một trạm mới roi vào vòng không thể roi được vào vòng, đúng không? Thì cái cơ chế truy nhập ngẫu nhiên nó có một ưu điểm rất là hay, đó là gì? Không cần phối hợp giữa các trạm, có nghĩa là các trạm có thể là thêm mới vào hoặc là đi ra khỏi mạng một cách tùy ý mà không ảnh hưởng gì đến hoạt động của các trạm còn lại, không ảnh hưởng gì đến hoạt động của toàn mạng. Tuy nhiên cái cơ chế truy nhập ngẫu nhiên thì nó có một nhược điểm, đó là bài toán va chạm. Nếu như mà cùng một thời điểm có hai hoặc là nhiều hơn hai trạm cùng truy nhập vào hoặc cần truyền cùng truy nhập vào mạng thì nó sẽ gây ra va đập, gây ra xung đột, gây ra collision. Và với các giao thức đa truyền ngẫu nhiên thì nhiệm vụ quan trọng
là chúng ta phải giải quyết được cái bài toán xung đột. Nhiệm vụ là phải giải quyết các bài toán xung đột. Thế thì ta sẽ khảo sát lần lượt các cái giao thức tránh va chạm hay là các giao thức đa chiều ngẫu nhiên ở trong mạng Internet, từ những cái giao thức đơn giản cho đến các giao thức phức tạp. Đây là phân loại các cái kỹ thuật đa chiều nhập ngẫu nhiên được dùng ở trên mạng Internet. Các kỹ thuật đa chiều ngẫu nhiên. Ở đây chúng ta thấy cái kỹ thuật đa chiều nhập ngẫu nhiên đơn giản nhất đó là ANOA. Đó là ANOA. Và cải tiến từ ANOA đó là một phiên bản khác được gọi là slotted ANOA, tức là ANOA có phân khe khe theo thời gian nhé, khe thời gian. Và tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát các cái giao thức phức tạp hơn, đó là giao thức đa nhập cảm nhận sóng mạng CDMA. Với cái giao thức này thì được chia thành hai loại, là một loại dành cho mạng có dây, mạng LAN có dây, hay được định nghĩa trong cái chuẩn 802.3, và một loại dùng cho mạng LAN không dây, được định nghĩa trong chuẩn 802.11. Và trong cái giao thức CDMA thì cũng được chia thành rất nhiều những cái kỹ thuật khác nhau. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát những kỹ thuật này. Và đây, phần này là phần quan trọng nhất, phần cốt lõi nhất của cái lớp liên kết dữ liệu nha. Nên đề nghị các bạn là cố gắng theo dõi cái phần này. Còn bao nhiêu người đang nghe thầy nói đây? Điểm danh nhé. Vâng. 5 phút để điểm danh. Bạn nào đang online đang nghe thầy nói thì like vào cái tin nhắn của thầy, like vào chữ điểm danh. Thầy like đầu tiên. Truyền tìm có một chức năng rất hay là nó lưu viết các tương tác nhỉ, lưu viết toàn bộ các tương tác. Các bạn chỉ cần like vào đấy, thầy biết là bạn nào đang like, đang online. Hay là các bạn chỉ để online ở đấy xong các bạn đi làm việc khác. Hy vọng là hết tháng này ta sẽ được offline nhỉ, gặp nhau trên lớp vui hơn. Còn này này chán lắm. Tiếp nào, giao thức Aloha. Các bạn vẫn nhìn thấy slide đúng không? Đây là giao thức đa chiều nhập theo kiểu ngẫu nhiên đơn giản nhất được phát triển bởi Đại học Hawaii từ năm 1970. Ban đầu thì nó được dùng cho việc truyền số liệu trong các mạng không dây. Được truyền số liệu trong mạng không dây. Và cụ thể là nó được dùng để truyền số liệu giữa các đảo, giữa các cơ quan quân đội và các cái viện nghiên cứu giữa các đảo trên Thái Bình Dương với này các cơ quan nghiên cứu trong quốc phòng, trong đơn vị quốc phòng của Mỹ, đúng không? Và mà nó được dùng ở tần số UHF, đúng không? Nó là cái mạng. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ, mặc dù Aloha được phát triển từ những năm 70, nhưng cho đến bây giờ thì nó vẫn được dùng trong rất nhiều các hệ thống thông tin, đặc biệt là dùng trong hệ thống thông tin vệ tinh. Trong hệ thống Inmarsat của chúng ta nhé, hệ thống Inmarsat của Việt Nam ấy cũng là dùng cái giao thức Aloha để truyền trong kênh Aloha. Nó vẫn được dùng cho đến tận bây giờ vì nó rất là đơn giản và hiệu quả. Rất đơn giản, nhưng khá hiệu quả. Và đặc biệt là nó hiệu quả với các cái kênh truyền theo kiểu vô tuyến và xa, và cái tốc độ trao đổi dữ liệu thấp và cái tần suất trao đổi dữ liệu thấp, tần suất gửi dữ liệu thấp thì nó vẫn phù hợp. Và trong bây giờ trong nhiều các cái mạng, ví dụ như mạng cảm biến không dây, các cái mạng cảm biến không dây, các cái mạng quan trắc giám sát bằng các hệ thống cảm biến không dây, thì đối với các mạng đó cái nhu cầu truyền dữ liệu là không nhiều, không nhỉ? Lâu lâu mới gửi một gói tin.
và kích thước gói tin cũng nhỏ thì nó vẫn dùng các cái cơ chế ADA vì nó đơn giản và hiệu quả. Hoạt động như thế nào? Rất đơn giản. Khi một trạm có dữ liệu thì nó sẽ gửi ngay lên đường truyền vô tuyến. Khi mà có dữ liệu, tức là cứ có dữ liệu thì nó gửi luôn lên đường truyền vô tuyến, không phải chờ đợi, không phải phối hợp với cái trạm nào khác cả. Và tất nhiên là va đập sẽ có thể xảy ra, tất nhiên là sẽ xảy ra cái kịch bản hay là cái tình huống là có hai trạm cùng truy nhập vào kênh tại cùng một thời điểm thì nó gây ra va đập và dẫn đến mất gói. ADA hoạt động cũng không dùng cơ chế kiểm tra trạng thái kênh, không có cơ chế kiểm tra trạng thái kênh, không có cơ chế phát hiện va đập, không có cơ chế phát hiện va đập. Tức là việc phát lại để kiểm soát được là gói tin đấy được phát phát đúng, được chuyển đúng hay chưa, thì nó đẩy lên cái nhiệm vụ của lớp trên, đẩy lên nhiệm vụ của lớp trên. Mà lớp MAC này không giải quyết cái bài toán là truyền tín cậy, mà nó cứ có dữ liệu là nó gửi ngõ. Chính vì vậy cái cơ chế ADA còn được gọi là cơ chế send and fray, tức là gửi và cầu nguyện, gửi và hy vọng là gói tin nó sẽ được đến đích. Tuy nhiên thì như phân tích vừa nãy là nó rất là phù hợp với các cái mạng mà có cái tần suất và tốc độ tần suất gửi thưa, tần suất thưa, các mạng thưa và tốc độ gửi dữ liệu thấp thì rất là phù hợp, rất phù hợp. Thế để đánh giá hiệu năng, tức là đánh giá xem là cái thông lượng của ADA đạt được là bao nhiêu, Đấy thì ta dùng ở trong các tài liệu kỹ thuật, người ta dùng các cái các cái phương pháp và tính qua xác suất thống kê, tức là người ta coi như là có n trạm gửi dữ liệu vào mạng và cái xác suất mà các trạm truy nhập kênh là nó tuân theo một cái tiến trình ngẫu nhiên, ở đây người ta dùng tiến trình Poisson. Và ta không có một cái công thức tường minh để ta tính toán cái lưu lượng, tổng lưu lượng gửi vào mạng, mà người ta phải dùng các tính trình ngẫu nhiên, bởi vì là cái thời điểm gửi gói cũng như là cái lượng thông tin mà mỗi một trạm gửi vào trong mạng nó có tính ngẫu nhiên, không có một công thức tường minh để chúng ta tính, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái phương thức tính dựa vào ngẫu nhiên, tính dựa vào các xác suất thống kê để ta có thể đánh giá được cái lưu lượng. Và cái việc chứng minh dựa vào các cái tình hình ngẫu nhiên và dựa vào các cái hàm xác suất để tính thì nó khá là phức tạp. Thì các bạn nếu bạn nào quan tâm thì ta tìm hiểu trong các cái tài liệu tham khảo. Ở trong giáo trình này ta chỉ khai thác cái kết quả thôi nha. Ta khai thác kết quả và ta đánh giá nó dựa trên một cái lược đồ phân tích thời gian như này. Ta đánh giá hiệu năng của nó dựa trên một cái lược đồ phân tích thời gian. Ở đây đề nghị các bạn làm quen với việc phân tích hiệu suất của một hệ thống mạng hay là có hiệu suất của một giao thức dựa trên cái lược đồ thời gian nha. Tại đây ta có giả thiết có hai trạm y và trạm z, đây là trục thời gian. Nếu như ta giả thiết tại thời điểm t bằng 0 hay thời điểm t 0 thì trạm y bắt đầu gửi gói và kết thúc gửi gói của nó ở T0 cộng TF, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thời gian phục vụ gói hay là kích thước của gói này được gì? Được chỉ ra, được cho bởi bằng chính là cái TF, đúng không nhỉ? TF chính là cái thời gian phục vụ gói hay nó liên quan đến kích thước gói của trạm Y. Và ta xét một trạm gì? Và ta giả thiết là trạm Z có nhu cầu gửi gói đâu đó ở cái khoảng là thời gian từ T0 trừ TF. Ở đây ta giả thiết là mỗi trạm có kích thước bằng nhau nha, gói kích thước bằng nhau. T0 từ TF. Tức là trạm Z nếu giả thiết là nó có nhu cầu truyền dữ liệu tại thời điểm này và kết thúc cái thời điểm mà nó truyền gói ở đây. Hoặc là trạm Z có nhu cầu truyền dữ liệu tại thời điểm bằng T0 cộng TF. Thì sao? Thì khi đó sao nhỉ? Nếu như nó truyền ở T0 trừ TF thì nó kết thúc cái bit cuối cùng của nó, kết thúc cái bit cuối cùng của trạm Z
sẽ bị va chạm với gì? Cái bit đầu tiên của chạm gì? Va chạm bit đầu tiên của chạm gì? Có nghĩa là gì? Chạm gì truyền đâu đó trong khoảng từ T0 trừ TS đến chỗ này thì đều xảy ra đến T0 thì đều xảy ra va chạm. Đúng không? Hoặc chạm gì truyền gói của nó ở đâu đó trong khoảng từ T0 cộng TS đến khoảng này. Đúng không? Thì đều xảy ra cái truyền khoảng từ T0 đến TS đó thì đều xảy ra cái va chạm. Hay nói cách khác, ta có thể xác định được cái thời gian được gọi là thời gian TX. TX này là thời gian TX được đánh dấu bằng gì? Bằng cái khoảng thời gian từ T0 trừ TS cho đến T0 cộng TS, trong đó TS là cái thời gian phục vụ gói và ta giả thiết là các trạm có kích thước gói là giống nhau để cho nó đơn giản, đúng không nhỉ? Thì sao? Thì xảy ra va chạm, đúng không nhỉ? Thì xảy ra va chạm. Và ta gọi cái TX là khoảng thời gian nhạy cảm. Khoảng thời gian nhạy cảm. Tức là nếu như trong khoảng thời gian này mà có trạm nào đó cùng truy nhập vào kênh thì nó sẽ xảy ra va chạm. Thì nó xảy ra va chạm. Tức là T chạm chạm Y nó đã chiếm kênh trong cái khoảng thời gian từ 0 đến T0 cộng TS này rồi, đúng không? Nếu như trước đó mà khoảng bằng T0 trừ TS hoặc là mà có trạm nào đó hoặc là cùng với khoảng T0 cộng TS mà có trạm nào đó cùng truy nhập kênh thì nó sẽ xảy ra va chạm với gói tin của trạm Y. Và ta gọi cái TX này là thời gian nhạy cảm. Thời gian nhạy cảm. Thế thì theo các bạn thì làm thế nào để ta hạn chế cái xác suất xảy ra va chạm? Làm thế nào để ta hạn chế xác suất xảy ra va chạm? Rõ ràng là cái nó liên quan đến thời gian TX, đúng không nhỉ? Liên quan đến thời gian nhạy cảm. Vậy xác suất va chạm nó sẽ giảm đi khi nào? TX giảm. TX giảm, đúng không nhỉ? Ta giảm TX. TX giảm thì nó sẽ làm cho cái xác suất xảy ra va chạm giảm. Mà TX được tính bằng từ T0 trừ TS, tức là liên quan đến TS. Vậy xác suất va chạm giảm khi kích thước gói tin nhỏ, đúng không nhỉ? Kích thước gói tin nhỏ. Kích thước gói tin nhỏ dẫn đến TX nhỏ. TX nhỏ tức là thời gian nhạy cảm nhỏ, đúng không nhỉ? Thời gian nhạy cảm nhỏ, tức là thời gian đấy càng nhỏ thì khả năng xảy ra va chạm càng lớn. Câu này rất là đúng với cái câu này gì nhỉ? Đêm dài lắm mộng, đúng không nhỉ? Đêm dài lắm mộng. Thời gian mà gói tin ở trên mạng càng dài thì xác suất mà có một cái trạm nào đó truy nhập vào cái khoảng thời gian đấy càng lớn. Còn thời gian nó chỉ ngắn thôi thì cái xác suất mà có một trạm nào đó truy nhập vào kênh đã trùng với cái khoảng thời gian ngắn đó thì càng nhỏ, đúng không nhỉ? Như vậy, thời gian TX sẽ bằng 2 lần thời gian TS như phân tích ở trên, đó, như phân tích ở cái slide này. Đó. Và đây ta gọi G là cái số lần truy nhập trung bình cho một đơn vị thời gian. Thì ta có thể tính được cái công thức là G bằng lambda chia cho mu hay bằng lambda nhân với TS. Công thức này được có ở trong tài liệu tham khảo nhé. Minh chứng làm sao ra công thức này các bạn đọc tài liệu tham khảo. Và đây giờ ta chỉ khai thác kết quả thôi. Và như thầy đã nói, ở đây người ta dùng cái phương thức là dùng các cái hàm xác suất để ta tính cái xác suất va chạm cũng như là tính đánh giá hiệu năng bằng cách là khảo sát cực trị của các cái hàm xác suất này, khảo sát cực trị của các hàm xác suất này. Và kết quả cho chúng ta là gì? Chúng ta cho cái kết quả cuối cùng đây. Và để đơn giản thì ta biểu diễn cái kết quả này ở dạng đồ thị. Đây là cái đồ thị thông lượng để cho phép chúng ta đánh giá hiệu năng của giao thức ANOA. Thông lượng của ANOA tức là gì? Đây là mức tải nha, trục x trục hoành là mức tải, mức tải. Còn đây là thông lượng đạt được, không nhỉ? Thông lượng đạt được. Thì ta thấy là ban đầu tải thấp nha, ban đầu tải thấp tức là các cái trạm, số lượng các trạm mà truy nhập kênh thấp thì sao? Thì bao nhiêu gói gửi vào mạng thì đều được phục vụ bấy nhiêu, không nhỉ? Đều được phục vụ bấy nhiêu. Và đoạn này thì nó tăng gần như tuyến tính, gần như tuyến tính. Tuy nhiên khi mà số lượng khi mà số trạm truy nhập vào hệ thống càng nhiều hay là lượng gói tin được gửi vào trong đẩy vào trong mạng càng nhiều thì bắt đầu có va chạm. Va chạm thì có mất gói, nó làm cho cái thông lượng giảm đi. Giảm đi biểu diễn bằng thể hiện ở cái đường cong, đúng không nhỉ? Bắt đầu cong và càng cong càng ngày càng nhiều hơn. Và đến một thời điểm là gì? Khi mà cái mức tải đạt bằng 0,5 thì lúc đó cái thông lượng đạt đỉnh, tức là ở cái tối đa là cao nhất là ở mức 18%.
Như vậy thông lượng của ANOHA đạt cực đại tại 18% khi mức tải đặt vào đạt 50%. Tại thời điểm này, nếu như hệ thống vẫn tiếp tục đẩy mã đẩy mức tải vẫn tăng lên, đúng không nhỉ? Tải tăng lên thì không những thông lượng không tăng mà thông lượng sẽ giảm đi, đúng không nhỉ? Và thông lượng sẽ giảm đi. Và khi mà mức tải bằng cỡ 4 thì sau đó mạng sẽ bị nghẽn hoàn toàn, đúng không nhỉ? Bao càng nhiều cái gói pin đẩy vào mạng thì càng ít gói pin được đi qua, được phục vụ bởi mạng, tức là thông lượng càng giảm đi. Nói tóm lại là gì? ANOA thì hoạt động rất đơn giản, tuy nhiên hiệu suất thấp. ANOA hoạt động đơn giản, tuy nhiên hiệu suất thấp, nó chỉ đạt được đến tối đa là 18% khi mức tải đầu vào là đạt 50%. Tuy nhiên ANOA thì như là thầy đã phân tích ở trước, nó vẫn còn phù hợp với những cái mạng mà có chiều dài kênh truyền lớn, rồi có có cái tần suất gửi gói tin thấp, cũng như là cái kích thước gói tin hay là cái lượng dữ liệu đẩy vào thấp thì nó vẫn còn phù hợp, vẫn còn phù hợp. Tiếp nhá, hay là chúng ta còn tiếp được nữa không? Ta nốt phần này nhá, cố gắng thêm một chút nữa để ta nốt cái phần ANOA, buổi sau chúng ta khảo sát phần CDMA. Đây vừa rồi các bạn đã chỉ ra là gì? Cái hiệu suất hoàn toàn phụ thuộc vào cái thời gian nhạy cảm, phụ thuộc vào TX, đúng không nhỉ? Vậy để tăng cái hiệu suất thì ta làm thế nào để ta giảm cái TX? Ta giảm TX. Đương nhiên giảm TX thì có thể giảm bằng cách là gì? Ta giảm kích thước tự gói. Giảm kích thước gói. Tuy nhiên kích thước gói thì không thể giảm đến quá mức, bởi vì nếu giảm thì ta lại lãng phí cái phần header, đúng không nhỉ? Do vậy ta làm cách nào đấy ta giảm cái TX mà không giảm kích thước gói. Vậy thì đấy là ý tưởng của cái cơ chế slotted ANOA. Slotted ANOA. Thế cơ chế này hoạt động như thế nào? Nguyên tắc hoạt động thì cũng giống như ANOA truyền thống. Tuy nhiên, điểm khác là gì? Điểm khác là kênh truyền sẽ được chia thành các khe thời gian, ta gọi nó là các slot, đó. Khe thời gian được gọi là các slot. Và mỗi một slot thì có độ dài là TS, và các trạm sẽ chỉ được phép truy nhập kênh tại thời điểm đầu của các slot. Như vậy thì ở đây ta giả thiết là các trạm có kích thước gói được sẽ truyền kích thước gói là giống nhau là TS, và TS đấy chính là kích thước của một slot, và mỗi một trạm sẽ chỉ gửi gói của nó tại điểm đầu của các slot mà thôi. Các trạm sẽ chỉ truy nhập kênh tại điểm đầu của các slot. Thế ta phân tích lại để xem nó hiệu quả như nào nhé. Quay lại cái đồ thị thời gian T theo trục thời gian T. Ta có trạm Y và G. Tại thời điểm T0 thì trạm Y gửi gói của nó. Gói này có chiều dài là TS nha. Đây là gói của, đây chính là gói của TI. Ta khảo sát trạm G. Giả sử như trạm G có nhu cầu truyền dữ liệu tại T0 trừ TS, tức là thời điểm này thì trạm G có nhu cầu truyền dữ liệu này. Tuy nhiên theo quy định, theo cái nguyên tắc hoạt động này, nó mặc dù là nó có nhu cầu truyền ở đây, nhưng vì đây không phải là đầu của chu kỳ, không phải đầu của slot rồi, vậy như vậy nó phải chờ một khoảng thời gian là gì, đến đây, đến thời này là điểm đầu của cái slot tiếp theo thì nó vẫn truy nhập kênh. Như vậy nó sẽ truy nhập kênh ở thời điểm này. Và đợt này đây là cái thời điểm mà nó có nhu cầu truyền số liệu nhưng nó chưa truy nhập kênh ngay, vì nó không phải là điểm đầu của time slot. Ví dụ nó có nhu cầu truy nhập ở đây thì nó sẽ trì hoãn cái việc truy nhập đến đúng thời điểm đầu của time slot này nó mới gửi gói. Và đây là chiều dài gói của nó, đúng không? Như vậy cái thời gian TX thay vì là bằng từ T0 đến TS trừ TS đến T0 cộng TS, thì bây giờ thời gian TX hay thời gian nhạy cảm chỉ là gì, được tính từ T0 đến T0 cộng TS mà thôi, đúng không? Như vậy TX sẽ giảm đi một nửa, đúng không nhỉ? TX giảm đi một nửa. Thế khi TX giảm đi một nửa thì chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra. Như ALOA, việc khảo sát thông lượng, đánh giá thông lượng của nó được tính toán thông qua các hàm xác suất. Như ở đây ta khảo sát nó, ta biểu diễn nó bằng cái đồ thị. Đồ thị. Thì cái đồ thị này cho thấy là gì? Slot ALOA đạt được thông lượng cao gấp đôi so với ALOA truyền thống. Lý do là nó làm cho cái thời gian nhạy cảm TX
giảm đi có một lượng, tức là nó có thể đạt được đến cực đại là 36%, thông lượng đạt được tối đa là 36%. Khi mức tải đầu vào là một, mức tải đầu vào là một thì nó đạt được cái mức thông lượng tối đa. Còn nếu như mức tải mà tăng hơn nữa thì khi đó ALA đã có bắt đầu đi xuống, đúng không nhỉ? Đi xuống. Thì đấy là đánh giá hiệu năng của hai cái cơ chế ALA và slot ALA đó. Các bạn thầy vẽ lại hai cái hoạt động của hai cơ chế, đây là full ALA hay ALA truyền thống với lại slot ALA để chúng ta thấy được, để chúng ta so sánh đó, so sánh. Thế câu hỏi tiếp theo là ở đây chỉ bằng cách đưa vào cái tham số slot, ta đã làm cho cái hiệu năng của ALA tăng lên gấp đôi. Thay vì 18%, bây giờ ta đạt được 36%. Vậy ta có phải trả giá cái gì không? Ta phải trả giá cái gì? Có bạn nào nhìn ra không? Ở đây là cách tiếp cận của ta thế này nhé. Ta có một bài toán là gì? Là để mà đảm bảo để tăng hiệu suất của của việc truy nhập vào môi trường dùng chung thì ta cho phép các cái trạm truy nhập vào một cách ngẫu nhiên mà không cần phải phối hợp với nhau. Bởi vì nếu như cần phải phối hợp với nhau như là token bus hoặc là token ring thì nó sẽ xảy ra bài toán là việc truyền dữ liệu của trạm này sẽ phụ thuộc vào hoạt động của trạm kia. Tức là nếu mà một trạm bị đứt, nếu một trạm bị hỏng thì nó làm cho cái chuỗi, làm cho cái ring bị đứt. Thế thì cơ chế đa chiều ngẫu nhiên chính là để giải quyết cái bài toán đó, đúng không nhỉ? Và đây ta đang khảo sát, cách tiếp cận của chúng ta là khảo sát từ những cái bài toán phức tạp, từ những bài toán đơn giản cho đến những bài toán phức tạp. Bài toán đơn giản nhất là dùng cơ chế truy cập theo kiểu ALA. Các trạm không cần phải phối hợp gì với nhau cả, cứ có dữ liệu là chuyển. Tuy nhiên ALA đạt hiệu suất thấp. Và để cải tiến thì ta đưa vào tham số gọi là slot và các trạm chỉ truyền dữ liệu, truyền gói tại điểm đồng của mỗi slot để rút ngắn cái thời gian nhạy cảm, rút ngắn thời gian TX. Và bằng cái cơ chế này thì ta đã giúp cho việc là nâng cái hiệu suất lên gấp đôi. Vậy câu hỏi đặt ra là slot ALA, khi mà dùng slot ALA thì ta phải trả giá cái gì? Và ta cần phải có những điều kiện gì để nó ra thức này hoạt động được? Nào, mời các bạn nhé, 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 nhé. Thầy có phải kích thước các gói tin là có giới hạn không? Kích thước của gói tin trong cả hai trường hợp ta giả thiết là giống nhau. Để giảm cái thời gian TX, để giảm xác suất va chạm thì ta có thể để giảm xác suất va chạm thì ta phải giảm TX, đúng không? Giảm TX thì có hai cách, một là giảm kích thước gói. Giảm kích thước gói. Và hai là dùng cái cơ chế nào đấy để cho TX nó ngắn đi. Nhưng kích thước gói thì là ta không thể giảm đến 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 quá mức, bởi vì kích thước gói giảm quá mức thì nó liên quan đến phần overhead của phần header. Tức là mỗi một cái phong bì gửi đi, mỗi một cái gói tin gửi đi phải mất một đoạn, ta phải mất ít nhất là địa chỉ nguồn này, địa chỉ đích này, len này, rồi các cái trường checksum này, mà chúng ta chỉ được gửi được vài bài dữ liệu thì đó có quá lãng phí, đúng không nhỉ? Rồi phải kích thước gói không thể thiết kế quá ngắn. Ở đây ta sẽ không đi theo cái hướng là giảm kích thước gói đi, mà ta giả thiết là các hai cái giao thức này, hai cái cơ chế ALA này đều có kích thước gói giống nhau. Vậy bây giờ ta đã dùng một cái cơ chế là ta thêm vào cái time slot, thêm vào cơ chế là dùng time slot để giảm được một nửa cái TX rồi. Nhưng thầy muốn hỏi là các bạn có nhìn thấy là để mà cái giao thức slot ALA hoạt động được thì ta phải trả giá cái gì, hay nói khác là hệ thống phải có những điều kiện gì? Còn chưa? Ai trả lời đúng có được điểm, sẽ có điểm thưởng. Thầy là thời gian truyền các gói tin là không liên tục. Thời gian truyền các gói không liên tục, tức là nó sẽ phải mất thời gian chờ. Rồi, đúng rồi, nhưng mà chưa chính xác. Tiếp tục. Có một cái mấu chốt rất quan trọng ở đây, các bạn có nhìn ra không? Băng thông lớn đấy. Không liên quan gì đến băng thông càng lớn càng tốt mà. Nhanh cả chưa?
nhìn nó chưa? Nha, điều kiện hoạt động của mạng này này. Mạng này phù hợp cho các cái mạng vô tuyến. Các cái mạng trao đổi thông tin bằng vô tuyến. Các trạm ở rất xa nhau. Tần suất gửi thấp, kích thước gói tin nhỏ. Nhìn ra chưa? Thầy đã cố tình thầy vẽ cái nước đồ thời gian này, nhìn ra chưa nào? Yêu cầu các trạm phải như nào với nhau nhỉ? Gần nhau ạ. Không phải. Nào, suy nghĩ đi. Các trạm phải như thế nào thì giao thức này mới hoạt động được? Yêu cầu các trạm này phải như thế nào nhỉ? Các trạm phải thống nhất với nhau về ranh giới khe ạ. Nhau về ranh giới khe. Bạn nào nhỉ? Bạn nào vừa nói nhỉ? Nông Thiếu Anh ạ. Chính xác đấy. Nhưng mà Nông Thiếu Anh. Rồi. Sau trả lời là đúng, hướng là đúng rồi, nhưng mà thầy nói lại như thế này cho nó chính xác là gì. Câu hỏi đặt ra đây là làm sao mà cái trạm gì kia nó biết được đấy là điểm đầu của một khe thời gian chứ không phải là điểm giữa hay điểm cuối, hay nó làm sao nó biết được đâu là đầu, đâu là cuối, đâu là giữa của một khe thời gian. Vậy thì để biết được như vậy thì các trạm phải thống nhất với nhau về khe thời gian, không nhỉ? Hay nói một cách chính xác là gì, các trạm phải đồng bộ với nhau về mặt thời gian, đúng nhỉ? Phải đồng bộ chứ, không thì nó sẽ lệch, đúng không nhỉ? Phải đồng bộ với nhau ra. Mà các trạm trao đổi với nhau bằng vô tuyến ở khoảng cách xa. Vậy làm nào để đồng bộ được? Đó là một bài toán, đúng không nhỉ? Như vậy là để mà tăng được hiệu suất lên gấp đôi thì rõ ràng ta lại phải gì? Giải quyết bài toán đồng bộ. Các trạm phải có chung cái đồng hồ chuẩn và đảm bảo độ chính xác. Còn nếu không thì nó sẽ lệch, nó sẽ bị trượt. Lệch, không thể xác định được đâu là điểm đầu của một slot, đâu là điểm cuối của slot. Đấy nhá, đấy là một cái điểm mấu chốt trong cái cơ chế hoạt động của slot tật ANOA. ANOA có phần khe. Để giao thức này hoạt động được thì các trạm cần phải đồng bộ với nhau để nó có thể biết được đâu là điểm đầu của một khe và đâu là điểm cuối của một khe và đâu là điểm giữa của một khe. Rồi, cảm ơn bạn Nông Thị Thu Anh. Thì buổi này ta sẽ dừng ở đây nhé. Buổi sau các bạn đọc thật kỹ phần giao thức đa thu nhập cảm nhận sóng mang DMA. Chúng ta sẽ khảo sát các giao thức này. Phần này rất là hay và rất quan trọng. Được không nhỉ? Buổi này ta nghỉ đây nhá. Thì slide tiếng Việt thì có thể up lên cho chúng bọn em đúng không ạ? Slide này có chưa? Chưa có thể. Rồi ok, thầy sẽ up này. Slide có rồi ạ. Có rồi á? Vâng ạ, ở trong file thầy gửi có hết rồi ạ. Dạ, đó, thế thôi. Trong... thầy check lại. Đúng rồi, trong file này, trong phần, trong cái thư mục Class Material này. Đó là slide tiếng Anh như thế. Đây là slide tiếng Việt mà. Đây, class material có hết rồi đây này. Cái slide thầy đang dùng chính là cái này. Chính là cái LAN Polling Aloha này. Các bạn nhìn thấy chưa? Chính là cái file này. Còn cái slide của buổi trước là ta dùng cái file này. Nha, hiện nay ta đang dùng hai cái này. Thầy đã đẩy hết này rồi nha. Các bạn nhìn thấy chưa nào? Cảm ơn các em và hẹn gặp lại buổi sau. Được rồi ạ.